Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 62. Ha ha, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, trước tiên chúng ta cần đảm bảo rằng chú Hứa được bình an vô sự rồi hãng nói sau. Hà Định Khôn lơ đến khoát tay một cái, vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh. Hứa Ước Ngọc ngẩn cả người ra, không hiểu đang có chuyện gì, chẳng phải bọn họ đã nói với cô rằng điều kiện mà nhà họ Hà đưa ra chỉ là yêu cầu cô với Hà Định Khôn làm quen với nhau như bạn bè nam nữ bình thường thôi sao? Tại sao bây giờ lại đi thẳng đến bước đính hôn rồi vậy? Hứa Ước Ngọc nói, mẹ à, lúc trước mẹ đâu có nói như vậy với con. Triệu Tân Lan lại thấp giọng nói, con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Hà thiếu gia làm sao mà có thể so sánh ngang hàng với cái thằng nhãi danh béo ú mà con đang quen được, cậu ấy mạnh mẽ hơn cậu ta, ngoại hình của cậu ấy cũng đẹp hơn cậu ta, gia thế thì đương nhiên là cao hơn hẳn cậu ta rồi. Bây giờ con cũng đã đến độ tuổi nên lập gia đình rồi đấy, đàn bà con gái mà đợi đến lúc 30 tuổi thì sẽ mất giá cho coi. Hứa Ước Ngọc không còn gì để nói nữa rồi, mất giá sao? Chẳng lẽ Triệu Tân Lan thực sự chỉ coi cô như một món hàng cần bán đi thôi ư? Các người đừng có nhiều lời nữa, mau theo tôi đi vào trong đó đi. Trần Hùng Phi nói với giọng hết sức lạnh lùng. Triệu Tân không quay sang Tề Đẳng Nhàn rồi nở nụ cười đắc ý và nói, ngày hôm nay bọn tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới gọi là nhân vật có quyền có thế có mặt mũi ở thành phố Hương Sơn. Cậu đừng tưởng là bản thân có một chút bản lĩnh thì có thể vươn lên làm anh hùng trong thiên hạ. Chấm chấm chấm. Tề Đẳng Nhàn không còn gì để nói nữa rồi. Ông đây còn chưa kịp nói câu nào mà các người đã liên tục giễu cợt rồi móc mỉa, hơn nữa chính bản thân hắn còn chưa có suy nghĩ rằng mình có thể trở thành anh hùng trong thiên hạ. Triệu Tân Lan đi tới vỗ vỗ vào vai Tề Đẳng Nhàn, sau đó nói, lần trước cậu đã đòi được 500 triệu về cho chúng tôi, nhà chúng tôi đều rất cảm kích cậu, nhưng cậu và Tiểu Ngọc thực sự không hợp để ở bên nhau đâu. Bà ta vừa mới nói ra những lời này thì Dương Quan Quan đã lập tức nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt tràn ngập sát khí. Anh dám lén lút cho Hứa Trường Ca tiền để giúp chú ấy chiếm mất cổ phần của tôi à? Dương Quan Quan vừa nghiến răng vừa hỏi hắn. Lúc ấy tình hình tài chính của Hứa Trường Ca đang nằm trong trạng thái nguy kịch, ngược lại Dương Quan Quan có thể vươn lên chèn ép ông, cũng chính vì vậy mà lẽ ra số cổ phần mà Hứa Trường Ca chiếm được phải thấp hơn so với cô ta rất nhiều. Những việc mà Tề Đẳng Nhàn đã làm không khác gì đang đào góc tường của Dương Quan Quan cả, cái tên hai mặt này dám làm trò ăn cây táo rào cây sung với cô ta sao? Thực ra lúc đó thì Tề Đẳng Nhàn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ Hứa Trường Ca một chút mà thôi, chút tiền lẻ đó với hắn mà nói thì còn không bỏ dính răng nữa là. Nhưng ngay cả chính bản thân Tề Đẳng Nhàn cũng không biết là do hắn quá hào phóng, hay là do hắn kiếm tiền quá dễ dàng. Vậy nên hắn mới không cảm thấy mấy trăm triệu là một số tiền lớn nữa. Cô đừng có mà để ý chút chuyện nhỏ này nữa, cũng chỉ là giúp đỡ 500 triệu thôi mà, cô rót vốn đầu tư nhiều như vậy vào club trên du thuyền kia thì sao phải so đo từng chút một thế chứ? Tề Đẳng Nhàn vừa thản nhiên đáp lại vừa nhấc chân đi vào theo đám người Trần Hùng Phi. Bên trong võ đường Chiến Thiên được lắp đặt những trang bị rất xa hoa mang theo màu sắc rất cổ điển, sàn của võ đường đa số là sàn lót gỗ. Cũng là loại cao cấp thường được dùng để lót bên dưới một sân bóng rổ. Bọn họ vừa mới bước chân vào võ đường thì đã được rất nhiều ánh mắt chú ý đến, nhưng ánh mắt đó đều đến từ các đệ tử của võ đường Chiến Thiên. Tất cả các đệ tử đó đều mặc võ phục màu trắng toát, ở thắt lưng có đeo một cái đai lưng màu đen, dưới chân cũng đi giày thái cực, khi đứng cùng với nhau tạo thành một đội thì mang lại cảm giác cực kỳ có khí chất. Rầm. Một tiếng động không nhỏ vang lên. Một bóng người nặng nề ngã xuống dưới đất. Người vừa mới ngã xuống kia chính là Hứa Trường Ca chứ không phải ai khác. Khóe miệng của Hứa Trường Ca rỉ máu, sắc mặt của ông vô cùng tái nhợt, trông có chút chật vật không tả nổi. Daddy ơi, Hứa Ước Ngọc không kiềm chế được bản thân mà gọi một tiếng thật to, cô vội vàng chạy tới đỡ Hứa Trường Ca đang ngã dưới đất dậy. Hứa Trường Ca vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt. Ông hỏi, tại sao con lại có mặt ở đây? Chẳng phải là bố đã gọi điện về bảo mọi người không cần lo cho bố à? Hứa Ước Ngọc trả lời, cậu đã liên lạc với Hà Thiếu Gia để Hà Thiếu Gia giúp chúng ta xin Trần Thiếu Đà chủ đứng ra hòa giải hộ rồi ạ. Khuôn mặt của Hứa Trường Ca đen lại như đít nồi, ông nói, hòa với giải cái gì chứ,
bố chỉ đang bàn luận võ thuật với người của võ đường chiến thiên một chút mà thôi, đâu có đến mức phải làm như vậy. Người được vinh danh là thần thủ là chiến phi lúc này đang an vị ở chính giữa võ đường trong tư thế khoanh hai chân lại ngồi trên bồ đoàn, khuôn mặt của anh ta vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm nghị, anh ta cười lạnh rồi nói, bàn luận võ thuật sao hả? Hừ, ông đã khiến cho đồ đệ của tôi bị thương mà còn nói rằng chiến phi tôi đây chỉ có bản lĩnh tầm thường thôi nữa. Ông nghĩ đây là một vấn đề có thể được giải quyết chỉ bằng cách bàn luận võ thuật thôi sao? Chiến phi sư phụ, daddy của tôi không thể nói ra những lời như vậy được. Hơn nữa chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng là do các đồ đệ của anh tìm tới chỗ tôi rồi giở trò tái máy tay chân với tôi trước mà. Hứa Ước Ngọc lên tiếng. Hừ, tôi không muốn nghe những lời giải thích dài dòng của các người, tôi chỉ cần biết một điều là Hứa Trường Ca đã đánh đồ đệ của tôi, như vậy thì không được. Chiến phi lại nói, sắc mặt của Hứa Trường Ca không thể tính là dễ coi được, nhưng chính bản thân ông tài nghệ không bằng người ta, làm sao mà ông có thể phản bác lại được cơ chứ? Huống chi người được vinh danh là đệ nhất cao thủ của thành phố Hương Sơn, thần thủ chiến phi, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng ra tay với ông. Ở bên cạnh chiến phi còn có một người đàn ông khác đang ngồi, người đàn ông đó khoảng chừng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng. Hơn nữa còn có khí chất vô cùng trầm ổn, có cảm giác như anh ta là một con người rất từng trải đã thấy qua vô số bộ mặt khác nhau của xã hội. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà quan sát người này thêm vài lượt từ trên xuống dưới, có vẻ như đây chính là người là Kiều Thu Mộng từng kể rằng muốn chia rẽ Vĩnh Dạ Quân nhỉ, Hứa Hử phải không? Ngày hôm nay ông hãy tự phế đi hai tay của mình, sau đó thề là sau này sẽ mãi mãi không dùng đến võ thuật nữa. Cuối cùng còn phải đăng một bản tin lên báo chí để xin lỗi võ đường chiến thiên chúng tôi, vậy thì tôi sẽ để cho ông bình an vô sự rời khỏi nơi này. Chiến phi nhìn về phía Hứa Trường Ca rồi trầm giọng nói. Hứa Trường Ca không thể kìm nén nổi cảm giác uất ức trong lòng, ông chỉ đường đường chính chính đứng ra để bảo vệ con gái mình mà thôi, vậy mà ông phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy sao? Thiếu đà chủ à, cậu mau đứng ra nói lời nào đó đi. Hà Định Khôn đứng ở phía sau nói với Trần Hùng Phi như vậy. Trần Hùng Phi gật đầu, sau đó hắn ta bước lên một bước rồi mỉm cười và chắp tay nói, chiến sư phụ. Chiến phi thấy người vừa bước tới là Trần Hùng Phi thì không thể không tỏ lòng kính trọng, anh ta cũng đứng dậy, chắp tay chào lại và nói, thì ra là thiếu đà chủ, thứ lỗi cho tôi không thể tiếp đón cậu từ xa. Trần Hùng Phi lại nói, chiến sư phụ. Lần này tôi tới đây cũng là vì người khác muốn nhờ tôi giúp đỡ một việc. Tôi thấy rằng xung đột xảy ra lần này giữa Hứa tiên sinh và võ đường của anh cũng chỉ là vì có một chút hiểu lầm mà thôi, không bằng để tôi xin phép ra mặt thay hai người hòa giải, biến chiến tranh thành hòa bình một phen, được chứ? Mặc dù người đang nói chuyện là Trần Hùng Phi, vậy nhưng sự chú ý của chiến phi lại dành cho một người có vẻ bề ngoài mập mạp với khí chất không hề tầm thường chút nào. Và người còn lại mà anh ta nhìn thì có hai quả đồi với kích thước không thể coi thường treo trước ngực là Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn đã để lại cho chiến phi một ấn tượng vô cùng sâu sắc, tuy rằng ngày hôm đó bọn họ chỉ mới giao đấu với nhau trong vòng một chiêu nhưng nắm đấm vừa mạnh mẽ lại vừa mang theo sức mạnh tinh thuần của Tề Đẳng Nhàn vẫn có thể khiến cho anh ta mở rộng tầm mắt. Chiến phi không tỏ thái độ gì với hai người bọn họ, anh ta chỉ quay mặt về phía Trần Hùng Phi rồi cười nói. Dĩ nhiên là tôi sẽ phải nể mặt thiếu đà chủ rồi. Có điều tôi cũng cần giữ lại một chút mặt mũi cho võ đường chiến thiên này nữa. Triệu Tân không thì nói với Triệu Tân Lan và Hứa Ước Ngọc, đấy thấy chưa, đây chính là mặt mũi của Trần thiếu đà chủ chứ còn gì nữa. Ngay cả thần thủ chiến phi mà cũng phải nhường nhịn cậu ấy ba phần. Triệu Tân Lan liên tục gật đầu đồng ý. Bà ta thầm nghĩ trong lòng rằng Trần Hùng Phi thực sự là một người mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại rất giỏi giang. Đồng thời bà ta cũng hiểu rằng nếu như Hà Định Khôn đã có thể mời được Trần Hùng Phi đến đây thì chắc chắn anh ta cũng thuộc kiểu rồng phượng trong loài người. Tuy rằng cái tên mập mạp Lý Bán Nhàn kia có thể khiến cho ông chủ của đảo Kim Ngân phải cúi đầu nhận sai, thậm chí là còn phải mang 500 triệu tới tận nhà bọn họ để bồi thường cho hắn, nhưng nếu như lấy hắn ra so sánh với hai con người trẻ tuổi đang đứng ở trước mắt bà ta thì có vẻ như hắn vẫn còn kém xa lắm. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Vậy thì mời chiến sư phụ cứ ra tay đi vậy. Trần Hùng Phi nói. Hứa tiên sinh à, vì chiến sư phụ nhân hậu nên anh ấy mới đồng ý cho phép tôi đứng ra hòa giải, vậy thì xin mời ông hãy cố gắng đáp ứng điều kiện mà anh ấy vừa mới đưa ra. Như vậy là ông đang giữ lại mặt mũi cho chiến sư phụ,
cũng là đang giữ lại mặt mũi cho bản thân tôi nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao ông cũng chính là người đã ra tay trước khiến cho đồ đệ của Võ Đường bọn họ bị thương còn gì. Khuôn mặt của Hứa Trường Ca sầm xuống, vậy nhưng ông vẫn buộc phải gật đầu, ông không còn biện pháp nào khác, đối phương quá mạnh mẽ, hơn nữa chính bản thân Trần Hùng Phi cũng đã nói ra những lời như vậy rồi. Thứ nhất là bản thân ông cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thứ hai là ông cần phải giữ lại mặt mũi cho bọn họ thì mới dễ ăn nói sau này. Chiến Phi hắng giọng một cái rồi thản nhiên nói tiếp, về việc Hứa tiên sinh phải tự phế đi cánh tay thì chúng ta có thể bỏ đi vậy, có điều về việc ông ấy phải đăng bài lên báo chí để xin lỗi chúng tôi thì tôi không thể nào bỏ qua được. Tôi chỉ có một điều kiện duy nhất là như thế này thôi. Hứa Ước Ngọc chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức. Rõ ràng ban đầu là lũ đệ tử của Võ Đường Chiến Thiên tìm đến trêu chọc cô trước cơ mà, bởi vì bố của cô không thể nhịn được khi chứng kiến cảnh tượng ấy nên ông mới ra tay thôi. Đối phương không lợi hại bằng bố của cô nên chạy về mách lẻo với sư phụ của bọn họ là Chiến Phi, cái người tên Chiến Phi này thì lại không biết phân biệt tốt xấu gì cả, không ngờ anh ta lại bắt Hứa Trường Ca tới chỗ này để ép ông phải chịu thiệt, quả thực là không chịu nói chuyện lý lẽ gì hết. Nhưng mà thần thủ Chiến Phi lại chính là đệ nhất cao thủ của thành phố Hương Sơn, chỉ riêng bản lĩnh được thể hiện qua chiêu thức điều bất phi là đã đủ để cho người ta thấy rằng anh ta lợi hại đến mức nào rồi. Chỉ cần Trần Hùng Phi có thể đứng ra hòa giải như bây giờ đã là quá tốt rồi, bản thân cô còn có thể bắt bẻ được như thế nào nữa đây. Hứa Ước Ngọc thầm thở dài một tiếng trong lòng, thậm chí cô còn cảm thấy có chút ganh tị với Giang Khuynh Nguyệt nữa. Ngày hôm ấy có không biết bao nhiêu người đứng ra để đòi lại công bằng giúp cô ta cơ mà. Võ Đường Chiến Thiên sao? Tôi thấy là lẽ ra các người nên đổi tên thành Võ Đường Lưu Manh mới đúng chứ. Nếu như đã trêu chọc con gái nhà người ta, sau đó bị bố đẻ của người ta đánh cho một trận rồi thì thôi đi, vậy mà các người lại còn có mặt mũi chạy về Võ Đường để mách lẻo nữa cơ à? Còn anh thì thân là đệ nhất cao thủ của thành phố Hương Sơn nhưng lại không những không góp sức giữ gìn lẽ phải mà còn không chịu nói chuyện tử tế đàng hoàng. Theo tôi thấy, tình hình hiện nay của giới võ lâm giang hồ ở thành phố Hương Sơn quả thực là thối nát đến nỗi không thể chấp nhận được. Dương Quan Quan đứng ở phía sau lên tiếng nói vài câu. Tề Đảng Nhàn chỉ cần dùng tay chọc nhẹ một cái vào bên hông của Dương Quan Quan là cô ta hiểu ngay hắn muốn mình phải làm những gì. Dương Quan Quan vừa mới mở miệng thì đã lập tức rước phải không biết bao nhiêu ánh nhìn bất mãn của tất cả các đệ tử đang có mặt bên trong võ đường, mà ngay cả Trần Hùng Phi cũng quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng tàn độc. Trần Hùng Phi lạnh lùng nói với cô ta, Dương Tiểu Thư, ngày hôm nay tôi đến đây và đứng ra đảm nhận việc hòa giải cho mọi người, ít nhiều gì tôi cũng phải nhờ vào tình cảm nể trọng của Chiến Sư Phụ. Nếu như cô còn đứng ở đó mà nói năng linh tinh vớ vẩn rồi bị Chiến Sư Phụ dạy dỗ lại thì tôi cũng sẽ không giúp đỡ cô đâu đấy nhé. DPP phì cười một tiếng rồi đáp lại, Trần Hùng Phi phải không, anh cũng đâu phải là loại người tốt lành gì cơ chứ, anh đã dung túng cho bạn gái của anh để cô ta tìm đến bữa tiệc mà thị trưởng Hoàng của thành phố Hương Sơn này tổ chức rồi thêu dệt những câu chuyện lung tung, cuối cùng cô ta bị đánh đuổi ra khỏi bữa tiệc kia kìa, lúc đó tôi cũng đâu có thấy anh đứng ra để giúp đỡ cô ta. Bây giờ anh còn dám đứng ở trước mặt tôi mà làm màu như vậy sao? Anh nói là Chiến Phi muốn dạy dỗ lại tôi ấy hả? Ha ha, đâu chỉ có vậy thôi đâu, anh ta căn bản là muốn phế bỏ tôi ngay lập tức thì có. Có điều Dương Quan Quan tôi đây cho dù đi cũng phải đi một cách hiên ngang, ngồi cũng phải ngồi thật lẫm liệt. Tôi đã được dạy dỗ rằng người ta học võ công chính là để bênh vực kẻ yếu đuối. Làm sao mà tôi có thể sợ rằng bản thân sẽ đắc tội với một võ quán vô dụng như thế này được. Chiến Phi không nhịn được mà nhíu mày thật chặt, trong hai mắt của anh ta hiện lên một chút gì đó lạnh lẽo không tả nổi, nếu như không phải anh ta vẫn còn kiêng kỵ cái tên mập mạp đang đứng ở bên cạnh Dương Quan Quan, thì chỉ bằng mấy câu nói vừa rồi của Dương Quan Quan là cũng đủ để cho anh ta phải ra tay biến cô ta thành một người tàn phế ngay lập tức. Này này này, Dương Tiểu Thư ơi là Dương Tiểu Thư. Làm sao mà cháu có thể nói như vậy được cơ chứ? Triệu Tân Lan không nhịn được mà tỏ ra nóng vội. Tề Đảng Nhàn đứng ở phía sau thản nhiên lên tiếng, những lời mà Dương Tiểu Thư vừa mới nói không sai một chút nào. Không lẽ Hứa tiên sinh chỉ ra tay để bảo vệ con gái của chú ấy mà chú ấy cũng phải nói lời xin lỗi với các người sao? Theo tôi thấy thì đây là một chuyện cực kỳ hài hước không gì sánh nổi. Ban đầu Long Môn được lập ra với mục đích chính là để phục hưng sự quang vinh ngời ngời của triều đại nhà Hán khi xưa, đồng thời cũng là để bảo vệ Giang Sơn xã tắc,
các thành viên của Long Môn ai ai cũng là người hiệp nghĩa và can đảm, một lòng bênh vực lẽ phải. Những lời mà Trần Thiếu Đà chủ vừa mới nói và ngay cả hành động của anh bây giờ quả thực là khiến cho người khác phải cảm thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ thay cho các anh, thật không biết từ bao giờ mà Long Môn đầy hào hiệp và nhiệt huyết của ngày xưa lại biến thành bộ dạng thối nát như các anh hiện tại rồi. Sau khi nghe xong những lời này của Tề Đẳng Nhàn, Hứa Ước Ngọc không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía hắn, cô chỉ có một cảm nhận duy nhất là những lời mà hắn vừa mới nói đã thay bản thân bày tỏ hết tất cả những phiền muộn ở dưới đáy lòng. Tất cả chỉ là vì đối phương lợi hại thôi sao? Trần Hùng Phi không giấu nổi cơn giận dữ nữa rồi, hắn ta nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi nói bằng giọng giận dữ, cậu vừa mới nói cái gì? Cậu có biết chính bản thân cậu vừa mới nói cái gì hay không vậy? Triệu Tân Lan cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, bà ta vội vàng nói, tiểu lý tử à, cậu đừng có mà nói linh tinh vớ vẩn nữa cho tôi nhờ. Sau khi nghe xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn chỉ cười xùy một tiếng. Lũ đệ tử của võ đường chiến thiên này vô duyên vô cớ lại đi trêu chọc Hứa Ước Ngọc, cũng vì thế nên Hứa tiên sinh mới phải ra tay với bọn họ, chỉ sợ là có người nào đó đứng sau lưng sai khiến bọn họ phải không? Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng hết sức khinh thường. Trong lúc đang nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn về phía Hà Định Khôn đứng ở một bên. Khuôn mặt của Hà Định Khôn lúc này cũng vô cùng lạnh lẽo, nhưng anh ta không nói một lời nào phản bác lại. Nếu như anh ta mở miệng vào lúc này thì chẳng phải là anh ta đang tự mình đứng ra thừa nhận rằng bản thân chính là người mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới nhắc đến hay sao? Các người dám sỉ nhục võ đường chiến thiên của chúng tôi và Long Môn như vậy à? Một tên ngoại lai đến từ bên ngoài mà cũng dám cư xử một cách cuồng vọng như vậy ở thành phố Hương Sơn này sao? Tất cả những người đang có mặt trong võ đường đều tỏ ra vô cùng tức giận, bọn họ xắn tay áo lên như sắp sửa nhào vào gây chiến ngay lập tức. Dương Quan Quan cười xùy một tiếng, sau đó cô ta quay mặt về phía Chiến Phi mà nói, Chiến Phi, anh đường đường là đệ nhất cao thủ của thành phố Hương Sơn nhưng anh lại cố tình bới móc lỗi lầm với ý đồ phế đi tôi và sư đệ của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ cho anh một cơ hội để cư xử một cách quang minh chính đại đây, anh hãy bảo đồ đệ của anh bước ra giao đấu với tôi đi, nếu như người đó có thể chiến thắng được tôi thì tôi xin cam kết là tôi sẽ tự phế bỏ bản thân chứ không cần anh phải đích thân động thủ nữa. Sau khi nghe những lời này, đám đệ tử đang có mặt trong võ đường chiến thiên đều không nhịn được mà tỏ ra cực kỳ tức tối. Các người đang sắp sửa tổ chức đại hội võ đạo gì gì đó cơ mà. Không phải các người muốn nhắm vào sư phụ của tôi là Tề Đẳng Nhàn sao? Quanh đi quẩn lại thì cũng thấy có nhiều động tác võ thuật đẹp mắt thật đấy, nhưng nếu như sư phụ của tôi thực sự xuất hiện ở trước mặt các người thì phỏng chừng là sẽ không một ai có dũng khí động thủ với anh ấy đâu nhỉ? Dương Quan Quan quét mắt nhìn quanh võ đường một lượt, trên nét mặt của cô ta viết đầy những chữ khinh bỉ. Chiến Phi hờ hững đáp lại cô ta, từ nãy đến giờ Dương Tiểu Thư cứ đứng ở chỗ này nói đi nói lại mãi. Hóa ra là cô muốn giúp sư phụ của cô hóa giải mối nguy nan sao? Theo tôi thấy thì hắn ta cũng không phải là loại người giỏi giang gì đâu, nếu như hắn ta thực sự có bản lĩnh thì cứ bảo hắn ta tự mình đến đây để giải quyết mọi chuyện là được rồi, hà cớ gì phải mượn tay một người phụ nữ để ra oai như vậy, thật đúng là khiến cho người khác không thể không chê cười hắn ta. Dương Quan Quan liếc nhìn Chiến Phi một cái, sau đó cô ta nói, anh cứ yên tâm đi, rồi sau này anh ấy sẽ tới tìm anh thôi. Đến lúc đó thì tôi sẽ chống mắt lên xem anh chết như thế nào. Chiến Phi ấy hả, chỉ sợ là ngay cả cất cánh bay lên anh cũng không thể làm được đâu. Chữ Phi trong tên của Chiến Phi có nghĩa là bay lên. Chiến Phi cũng đáp lời, được tôi sẽ đợi hắn ta tìm đến. Ngày hôm nay cô đã quả quyết một cách chắc chắn như vậy rồi, nếu như hắn ta còn không đến nữa thì chẳng khác gì hắn ta muốn chọc cho tất cả mọi người trong thiên hạ cười nhạo hắn ta. Tề Đẳng Nhàn đợi cho Dương Quan Quan và Chiến Phi nói chuyện xong rồi mới quay sang nói với Hứa Trường Ca, chú Hứa à, những gì mà chú đã làm không hề sai, chú lại càng không cần phải đăng lời xin lỗi lên báo chí làm gì cả. Ngày hôm nay có cháu ở đây ủng hộ chú, nếu như có bất cứ ai muốn bắt nạt nhà họ Hứa của chú thì chứng tỏ người đó muốn sống mái với cháu một phen. Những lời mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới nói ngay lập tức khiến cho hai người là Triệu Tân Lan và Triệu Tân không nổ tung. Tiểu lý này, cậu ăn nói cho đàng hoàng tử tế đi, đằng nào cậu cũng đâu có mối quan hệ gì với nhà họ Hứa chúng tôi đâu cơ chứ, cậu đừng có ăn nói linh tinh vớ vẩn để hại chúng tôi. Cái thằng danh con bé ú chết bầm này, tao vất vả lắm mới có thể liên lạc với Hà thiếu gia để cậu ấy nhờ thiếu đà chủ tới đây trợ giúp cho bọn tao đấy,
nếu như mày dám làm hỏng chuyện thì tao sẽ liều mạng với mày. Tề Đẳng Nhàn vừa mới mở miệng nói vài câu mà hai người này đã ngay lập tức lên tiếng phản bác lại, chỉ sợ đám người Trần Hùng Phi và Chiến Phi hiểu lầm rằng bọn họ ở cùng một phe với hắn. Hứa Ước Ngọc thì im lặng không nói một lời nào, có điều trong thâm tâm cô cũng đang có ý ủng hộ những gì mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới nói. Bố của cô đâu có làm gì sai cơ chứ, rõ ràng là do người của Võ Đường Chiến Thiên dựng chuyện để gây tai họa trước, dựa vào cái gì mà bố của cô phải đăng tin lên báo chí để xin lỗi bọn họ. Tề Đẳng Nhàn căn bản không để ý đến những lời nhảm nhí của hai chị em vừa rồi, hắn đi thẳng đến trước mặt Hứa Trường Ca rồi nói với ông bằng giọng thản nhiên, tôi sẽ đưa chú Hứa rời đi ngay bây giờ, trong số các người nếu như có ai đó không hài lòng thì có thể đứng ra ngăn lại. Không phải các người rất thích dùng nắm đấm để nói chuyện hay sao? Bây giờ tôi cho các người cơ hội làm như thế đấy. Trong khi nói những lời này, Tề Đẳng Nhàn còn giơ ngón trỏ phải của mình lên rồi vung tay lướt qua tất cả mọi người trong phòng một lượt. Trên ngón tay trỏ của hắn có đeo một cái nhẫn với tạo hình rất đặc biệt. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cái nhẫn kia, Hứa Hử đang ngồi ở bên cạnh Chiến Phi không khỏi ngẩn người ra, ánh mắt của anh ta dán chặt vào nó không rời. Quân vương giới, chẳng lẽ cái nhẫn đang nằm trên tay cậu ta chính là nó hay sao? Hứa Hử thầm nghĩ trong lòng rồi bắt đầu suy tư nghĩ ngợi. Anh ta không nhìn được mà quay mặt sang nhìn Chiến Phi rồi hỏi, Chiến sư phụ à, người kia có lai lịch như thế nào vậy? Chiến Phi trả lời anh ta, đó là một tên thương nhân đến từ Nam Dương tên là Lý Bán Nhàn, cậu ta kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán cao su, cũng là một chủ vườn cao su. Nội tình cụ thể thì tôi cũng không biết rõ lắm, có điều võ công của cậu ta rất cao cường. Hứa Hử khá là ngạc nhiên, tại sao quân vương giới lại rơi vào trong tay của một người đến từ Nam Dương được cơ chứ? Chẳng lẽ là do dạo gần đây Vĩnh Dạ Quân đã bại trận quá nhiều lần nên nguồn cung tài chính của bọn họ cũng bị đóng băng, sau đó Kiều Thu Mộng rơi vào được cùng nên mới phải lấy quân vương giới ra để đi vay mượn khắp nơi, cuối cùng cô ta vay tiền từ tên nhà giàu mới nổi này. Hứa Hử không ngừng tự hỏi tự đoán lý do mà quân vương giới lại xuất hiện ở trong tay Tề Đẳng Nhàn, nhưng trong lòng anh ta cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng phải cướp cái nhẫn mang tên quân vương giới kia về cho bản thân mới được. Trời cho mà không lấy thì chắc chắn sẽ bị trời giáng phạt. Thế này nghĩa là chính ông trời cũng đang muốn giúp mình trở thành thủ lĩnh của Vĩnh Dạ Quân đây mà. Kiều Thu Mộng đã không có đạo đức lại còn không có tài cán gì cả. Cô ta cũng chỉ là hạng đàn bà con gái, chẳng qua cô ta giỏi ôm đùi thủ lĩnh tiền nhiệm nên bây giờ mới có thể nhậm chức thủ lĩnh được mà thôi. Thứ mà Vĩnh Dạ Quân đang cần chính là một người thực sự có tài năng như mình, chỉ có mình mới xứng đáng trở thành Vĩnh Dạ Quân vương. Ánh mắt của Hứa Hử trở nên cực kỳ nóng bỏng như một ngọn lửa vậy. Khi chứng kiến cảnh tượng Tề Đẳng Nhàn ra mặt thay cho Hứa Trường Ca với bộ dạng phách lối không coi ai ra gì như vậy, Chiến Phi cũng không nhịn được mà bắt đầu cân nhắc trong lòng, đã sắp đến lúc đại hội võ đạo được bắt đầu rồi, anh ta cần phải thể hiện sức mạnh tuyệt đối áp đảo của bản thân để khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục và dốc sức làm việc cho anh ta. Chỉ cần xem một cú đấm từ ngày hôm đó là anh ta đã biết rằng nhất định cái tên mập mạp trước mắt có thực lực không tồi một chút nào, khi phải đối mặt với một cao thủ ở mức độ như vậy thì chính bản thân anh ta cũng không thể chắc chắn là mình sẽ chiến thắng. Hơn nữa, cho dù anh ta có thắng, nhưng ngộ nhỡ anh ta bị thương thì phải làm sao đây? Một khi đã bị thương thì chắc chắn phong độ của anh ta trong đại hội võ đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Nhưng mới vừa rồi Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan đã nói ra những lời hống hách và phách lối như vậy, quả thực bọn họ đang không coi Võ Đường Chiến Thiên ra thể thống gì hết. Nếu như anh ta vốn là chủ của võ đường này mà anh ta lại không ra mặt giải quyết sự việc thì há chẳng phải mọi người cũng sẽ cảm thấy có chút coi thường anh ta hay sao? Nhất thời Chiến Phi do dự giữa hai lựa chọn trong lòng mình. Sư phụ, đệ tử muốn xin được xuất chiến, ngày hôm nay nhất định con phải dạy dỗ lại thằng béo ú chết tiệt kia để lấy lại danh dự cho võ đường chiến thiên của chúng ta. Sư phụ, con cũng muốn xin được xuất chiến. Con nhất định phải chặt đứt tứ chi của thằng béo ú chết tiệt này để nó phải hối hận vì đã lỡ miệng thốt ra những lời chó má như vừa nãy. Sư phụ, con. Tất cả mọi người đang có mặt trong võ đường chiến thiên đều trở nên vô cùng kích động, các đệ tử đều muốn xin được xuất chiến, bọn họ nhất định phải dạy dỗ lại cái tên béo ú chết tiệt ăn nói cuồng vọng mà không biết trời cao đất dày kia.
Chứng kiến cảnh tượng đó, khuôn mặt của Hứa Trường Ca cũng phải biến sắc, ông không thể không quay đầu nhìn sang phía Tề Đẳng Nhàn rồi trầm giọng nói với hắn, "Tiểu Lý Tử à, chú biết là cháu sở hữu rất nhiều mối liên hệ không thể coi thường được, có điều chuyện này dù sao cũng là chuyện giữa những người trong giang hồ, vị đại lão mà cháu quen biết kia, không tiện đứng ra giải quyết đâu. Chú có thể chịu đựng một chút thiệt thòi cũng không sao, cháu không nhất thiết phải khiến cho bản thân mình bị liên lụy vì chuyện riêng của chú." Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi đáp lại, "Chú Hứa à, cháu làm như thế này không chỉ để giúp chú mà còn là để bênh vực chính nghĩa nữa. Cháu giúp chú cũng như cháu đang giúp chính bản thân cháu vậy, sau này cháu không muốn thấy con gái của cháu bị người ta bắt nạt nhưng lại không một ai có thể xuất đầu lộ diện để đòi lại công bằng cho con bé, thậm chí người đã dám ra mặt để đòi lại công bằng cho con bé còn bị kẻ xấu ức hiếp ngược lại." Dương Quan Quan cũng nói xen vào, "Chú đừng từ chối nữa, đây là chuyện mà những người trong quân đội như cháu nên làm. Cháu và Lý Tổng đứng ra ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là để đòi lại công bằng cho Hứa Tổng, mà cũng là muốn đứng ra vì nghĩa khí quân nhân mà cháu cần phải giữ gìn." Nghe những lời này, Hứa Trường Ca cũng á khẩu không nói thêm gì được nữa, vậy nhưng trong lòng ông cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ khí phách của hai con người trẻ tuổi này. Dù sao Dương Quan Quan cũng là đồ đệ mà Tề Đẳng Nhàn đã đích thân dạy dỗ, cô ta được hắn dạy về đạo lý võ công, cũng thừa kế tinh hoa quyền thuật từ hắn, dù ít dù nhiều thì cô ta cũng phải được truyền thụ một chút tư tưởng của Tề Đẳng Nhàn. "Lão Hứa à, nếu như cậu ta muốn đâm đầu vào chỗ chết thì chúng ta cứ để cậu ta đi chết là được rồi, chúng ta không cần phải lo lắng cho cậu ta làm gì đâu." Triệu Tân Lan vừa kéo tay Hứa Trường Ca vừa nói với vẻ nơm nớp lo sợ, bà ta thấp giọng nói tiếp. "Nếu như cậu ta chết ở võ đường chiến thiên thì chúng ta vẫn còn có thể sử dụng được 500 triệu mà cậu ta để lại cơ mà." Nghe xong những lời ấy, Hứa Trường Ca giận dữ đến nỗi không nhìn được mà nhíu mày thật chặt. Thậm chí ông còn muốn tát cho Triệu Tân Lan hai cái để giảm bớt lửa giận trong lòng mình. Tề Đẳng Nhàn không quan tâm đến những gì mà Triệu Tân Lan vừa mới nói, thậm chí hắn còn thầm nghĩ trong lòng rằng nếu như trước đây Hứa Trường Ca cưới một bà vợ tốt đẹp một chút thì không chừng bây giờ ông đã trở thành người đứng đầu thành phố Hương Sơn rồi, căn bản không cần chờ đợi quý nhân tới để giúp đỡ mình vươn lên. Tuy nhờ có Hứa Trường Ca mà thân phận của Triệu Tân Lan cũng trở nên cao quý hơn từng chút một, nhưng sự gian xảo và tính toán chi li nằm sâu trong xương cốt của bà ta thì lại chưa từng thay đổi một chút nào, nói tóm lại chính là bản chất của bà ta vốn đã có vấn đề rồi. Trần Hùng Phi lùi về phía sau một bước, bộ dạng như đang đứng xem trò vui. Ban nãy cái tên mập mạp kia vừa mở miệng ra đã sỉ nhục phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn của hắn ta rồi, đúng là điều đó khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng tức giận. Vậy nhưng bây giờ thì xem ra hắn ta căn bản không cần ra tay với Tề Đẳng Nhàn nữa. Người của võ đường chiến thiên sẽ dạy cho con lợn béo ú ăn nói không biết chừng mực này một bài học nhớ đời. Cậu có thể đưa Hứa Trường Ca rời khỏi nơi này, nhưng tôi sẽ đưa ra một điều kiện cho cậu. Hứa Hử đang ngồi ở phía sau đứng dậy rồi nói với Tề Đẳng Nhàn bằng giọng hết sức lạnh nhạt. Chiến Phi vô cùng ngạc nhiên, anh ta không ngờ Hứa Hử lại có thể chủ động đứng ra tiếp chuyện Tề Đẳng Nhàn. Đây cũng là một cơ hội rất tốt để anh ta có thể lùi về phía sau mà không cần chịu tổn hại. Thực lực của Hứa Hử yếu hơn so với anh ta một chút, nhưng Hứa Hử vẫn có thể coi là một cao thủ đủ mạnh, hơn nữa Hứa Hử thực sự không phải là người của võ đường chiến thiên, nếu như anh ta có thể để Hứa Hử đứng ra giải quyết sự việc lần này thì quá tốt rồi, có lý do gì để ngăn lại cơ chứ? Bây giờ Chiến Phi chỉ một lòng một dạ nghĩ đến đại hội võ đạo. Anh ta căn bản không muốn giao đấu với một cao thủ với trình độ như thế này khi không nắm chắc được phần thắng trước khi đại hội võ đạo diễn ra. Tề Đẳng Nhàn thấy Hứa Hử đứng dậy thì không nhịn được mà âm thầm mỉm cười một cách sung sướng trong lòng, chính hắn còn đang sợ Hứa Hử sẽ không đứng ra đây. Nếu như anh ta đã chịu nhảy vào trong cái bẫy của hắn thì mọi chuyện tiếp theo cũng sẽ dễ dàng hơn rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, ồ, anh là ai thế? Chiến Phi vẫn còn chưa lên tiếng mà. Anh dựa vào cái gì mà đứng ra nói về điều kiện với tôi? Chiến Phi thản nhiên đáp lại, Hứa Hử là bạn tốt của tôi, cậu ấy có thể thay mặt tôi đứng ra giải quyết chuyện này. Các đệ tử của võ đường chiến thiên cũng đừng có ầm ĩ nữa, hãy giao chuyện này lại cho Hứa sư phụ xử lý giúp đi. Các đệ tử đang có mặt trong võ đường chiến thiên cũng đều rất tán thưởng thực lực của Hứa Hử. Khi Hứa Hử đến để xin phép được gia nhập vào võ đường chiến thiên thì anh ta đã thể hiện rằng bản thân có thực lực và bản lĩnh cực kỳ lợi hại rồi,
như vậy là đủ để cho bọn họ tâm phục khẩu phục với vị trí ở dưới quyền anh ta. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà đưa mắt nhìn Chiến Phi, hắn thầm nghĩ trong lòng rằng cái tên này đúng là loại người cáo giả thật đấy, nhất định là Chiến Phi không muốn bản thân gánh chịu một chút nguy hiểm nào đâu nhỉ. Anh ta vừa mới thấy có người khác ra mặt thì đã ngay lập tức đùn đẩy chuyện này cho người ta giải quyết thay mình rồi. Võ đường của anh có chuyện, vậy mà anh là chủ của võ đường nhưng lại không muốn đứng ra xử lý sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn về phía Chiến Phi rồi hỏi bằng giọng hết sức hứng thú. Tôi đang cho cậu một cơ hội đấy, cậu đừng có mà không biết phân biệt tốt xấu, nếu như tôi đã ra tay thì chắc chắn ngày hôm nay cậu sẽ phải chết. Chiến Phi thản nhiên trả lời, trông bộ dạng của anh ta bây giờ rất có phong thái của một cao nhân, những lời mà anh ta nói ra cũng cực kỳ oai phong khí phách, khiến cho lũ đệ tử của võ đường Chiến Thiên đều cảm thấy anh ta vô cùng lợi hại. Nếu như cậu muốn giao đấu với tôi thì cậu có thể ở lại nơi này đến khi đại hội võ đạo bắt đầu. Chiến Phi không chỉ đơn thuần là một con người đã luyện được võ công đến trình độ rất cao, mà hơn nữa anh ta còn là một kẻ già đời từng trải, anh ta cực kỳ lão luyện và am hiểu việc sử dụng nghệ thuật của lời nói. Sau khi nói ra những lời này, anh ta không chỉ không khiến cho bản thân mất mặt mà trái lại còn thể hiện được khí chất và phong phạm của một bậc tông sư đã suy tính mọi chuyện rất kỹ càng, khiến cho lũ đệ tử đang có mặt trong võ đường Chiến Thiên đều cảm thấy vô cùng nể phục. Ngay cả một tên đã quen thói lưu manh như Tề Đẳng Nhàn cũng không nhịn được mà tỏ ra ngưỡng mộ anh ta. Hứa Hử nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, sau đó thản nhiên nói tiếp, điều kiện của tôi cực kỳ đơn giản thôi, cậu chỉ cần để lại chiếc nhẫn mà cậu đang đeo trên tay là được, sau đó cậu có thể đưa Hứa Trường Ca ra khỏi nơi này. Toàn bộ hiện trường lập tức nổ tung. Hứa Hử nói như thế này là đang có ý gì cơ chứ? Cũng chỉ là một cái nhẫn thôi mà. Vậy mà anh ta cũng đồng ý trao đổi nó để cho phép Hứa Trường Ca rời khỏi nơi này sao? Vậy thì võ đường Chiến Thiên làm sao có thể giữ lại được chút mặt mũi nào nữa cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn bèn giơ tay lên rồi nhìn cái nhẫn đang được đeo trên tay mình, sau đó hắn mỉm cười và nói, thứ anh muốn là chiếc nhẫn này phải không? Lai lịch của nó cũng không đơn giản một chút nào đâu, nó là do một cô gái xinh đẹp mang tới để xin tôi nhận thế chấp rồi cho cô ta vay một số tiền khá lớn đấy. Hứa Hử đáp lại bằng giọng vô cùng hờ hững, để chiếc nhẫn lại đây, sau đó dẫn theo ông ta cút đi ngay lập tức. Tề Đẳng Nhàn hỏi lại, nếu như tôi không đồng ý thì sao nào? Hứa Hử trả lời hắn, vậy thì tôi sẽ băm nát hai tay cậu ta, sau đó lại chặt đứt cả hai chân của cậu, để cậu phải cút ra khỏi nơi này bằng cách nhờ người khác đưa đi, như vậy là được rồi. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha vài tiếng rồi nói. Nếu như tôi đã muốn dẫn ai đó đi thì sẽ không một người nào trên thế giới này có đủ khả năng để ngăn cản tôi đâu. Anh nghĩ cũng thuận lợi quá nhỉ, chẳng lẽ anh đưa ra điều kiện nào thì tôi nhất định phải đáp ứng điều kiện đó hay sao? Hắn lại quay đầu nhìn về phía Hứa Trường Ca mà nói, chú Hứa à, chúng ta đi thôi. Tiểu Lý Tử à, tôi thấy là cậu đừng nên bịa chuyện thêm nữa thì hơn, đó cũng chỉ là một cái nhẫn thôi mà, cậu ta muốn thì đưa cho cậu ta thôi chứ có làm sao đâu. Cùng lắm thì sau này về tôi sẽ mua cả trăm cái nhẫn khác để đền bù cho cậu là được chứ gì. Triệu Tân Lan không nhịn được mà nổi trận lôi đình, bà ta nói to. Anh rể à, đây chính là cái thằng danh con mà anh coi trọng đấy sao? Anh đã nhìn thấy chưa, trong mắt nó thì sự an toàn của tất cả chúng ta so ra còn kém hơn cả một cái nhẫn. Triệu Tân không cũng bắt đầu hùa theo chị gái mình mà châm ngòi thổi gió để khơi mào xích mích. Hứa Ước Ngọc cảm thấy trái tim mình đang đập thật nhanh trong lồng ngực, cô nói, bé mập à, hay là anh cứ đưa nhẫn cho anh ta đi vậy, đồ vật chỉ là vật ngoài thân chứ cũng đâu có gì to tát đâu. Muốn đi sao, nếu như không để chiếc nhẫn đó lại thì các người đừng hòng rời khỏi nơi này, một người cũng không được. Ngày hôm nay, cho dù Trần Thiếu Đà chủ có tiếp tục đứng ra để biện hộ giúp cho các người thì cũng không có tác dụng gì nữa đâu. Hứa Hử bước một bước về phía trước. Bỗng dưng có một tiếng trống vang lên, mặt đất bị chấn động đến mức hơi rung rung một chút. Chỉ cần nhìn vào một bước chân đó thôi là cũng đủ để Hứa Trường Ca hiểu được rằng công lực của đối phương thâm hậu đến mức nào, sắc mặt của ông liên tục biến đổi, ông bèn nói với Tề Đẳng Nhàn, Tiểu Lý à, võ công của người này không hề thấp một chút nào đâu, thôi cháu cứ mặc kệ chú đi chứ đừng cố làm gì nữa. Hứa sư phụ à, mau đánh chết nó đi. Các đệ tử đang có mặt bên trong võ đường Chiến Thiên gào lên cùng một lúc. Tề Đẳng Nhàn thì lại chỉ đứng im ở một chỗ, hắn giơ tay phải của mình lên rồi nói bằng giọng hết sức lạnh lùng, anh muốn cái này hả?
tự mình tới đây mà giành lấy nó thử xem. Hứa Hử đáp lời, được thôi. Vừa nói xong câu này, anh ta đã nằm úp sấp xuống mặt đất, sau đó lưng của anh ta run lên thật mạnh, cả cơ thể nhảy vọt về phía trước bằng một bước nhảy thật xa, cùng lúc đó bàn tay phải của anh ta cũng giơ lên cao, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, cả bàn tay đó biến thành màu xanh đen và hướng về phía tay phải của Tề Đẳng Nhàn với ý đồ chộp lấy nó. Nếu như người đang giao đấu với anh ta là mình thì có thể mình đã phải chết rồi, những đánh giá của Mộng Mộng về con người này đúng là rất chuẩn xác, anh ta quả thực vô cùng lợi hại. Dương Quan Quan nhìn thấy Hứa Hử bắt đầu ra tay thì không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng trên mặt cô ta vẫn chỉ có một nụ cười nhạt nhẽo. Chiến Phi đang ngồi ở phía sau cũng vô thức ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn mà không chớp mắt lấy một lần. Anh ta biết rõ một điều rằng công lực của đối phương là rất cao, nhưng rốt cuộc cao đến mức nào thì anh ta lại không thể xác định được, cũng vì thế mà anh ta đang có ý định tìm hiểu kỹ càng hơn về lai lịch của Tề Đẳng Nhàn thông qua trận chiến lần này giữa hắn và Hứa Hử. Một chiêu Ưng Chảo mà Hứa Hử dùng để lao tới lúc này đã thể hiện rất rõ công lực của anh ta cao đến mức nào. Đòn tấn công này có khí thế như muốn xé toạc cả bầu trời, một khi bị anh ta bắt được thì kết cục của đối thủ đương nhiên sẽ là da chóc thịt bong. Tề Đẳng Nhàn không chọn biện pháp cứng đối cứng mà lại chỉ rụt tay lại rồi nghiêng người né tránh, hắn cũng thành công né được khỏi một chảo này của Hứa Hử. Hứa Hử tung đòn tấn công mà lại chỉ đánh chúng vào trong không khí, vậy nhưng anh ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức sử dụng cước bộ để tung người nhảy lên phía trước. Ưng Chảo tiếp tục nhắm về phía Tề Đẳng Nhàn với mục đích là xé rách yết hầu của hắn. Tề Đẳng Nhàn sử dụng một chiêu toàn quyền để giơ nắm đấm lên trên đỉnh đầu chống đỡ, nắm đấm của hắn va chạm trực tiếp với lòng bàn tay của Hứa Hử, hắn dồn sức vào hổ khẩu, phịch một tiếng, bàn tay đang làm tư thế Ưng Chảo của Hứa Hử bị ép phải mở bung ra. Vào khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi này, hai chân của Hứa Hử bắt đầu ngưng tụ sức lực, ống quần căng phồng lên như bị thổi không khí vào bên trong. Thân hình của anh ta dường như cũng bị bao phủ bởi một cảm giác gì đó vừa dày lại vừa nặng. Toàn bộ cơ thể của anh ta cứ như một con gấu khỏe mạnh, vậy mà hai bàn tay của anh ta thì lại đang ở trong tư thế tạo thành một chiêu Ưng Chảo vô cùng sắc bén, đó chính là tuyệt chiêu gấu ưng cùng đánh thuộc về bộ quyền hình ý quyền. Ngay vào giây phút mà Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng lùi về phía sau, Hứa Hử cũng bật người nhảy lên, sử dụng cước bộ mà lao đến với tốc độ nhanh nhẹn hệt như một tia chớp. Cái con người tên Hứa Hử này thực sự sở hữu võ công rất cao cường. Không phải là Tiểu Lý sẽ gặp nguy hiểm khi đứng ra giao chiến với cậu ta sao? Hứa Trường Ca âm thầm thấy kinh sợ trong lòng, ông chỉ muốn hô lên thật to để khiến hai người kia ngừng lại. Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên quay người lại, ngay vào giây phút mà hắn dừng bước thì hai tay của hắn cũng vung lên chéo nhau, sử dụng một chiêu pháo chủy để đập thẳng vào khuỷu tay của Hứa Hử đang lao tới. Một bộ võ truyền thống chuyên dùng nắm đấm, là sự kết hợp giữa võ thuật và khí công. Tề Đẳng Nhàn đã thành công ngăn cản được thế tiến công đầy dũng mãnh của Hứa Hử, vậy mà tiếp theo chỉ thấy hai vai của Hứa Hử run lên, hai bàn tay to của anh ta lần lượt nhắm thẳng vào cơ thể của hắn. Dương Quan Quan đứng ở một bên chứng kiến cảnh tượng đó thì âm thầm mong đợi rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ sử dụng chiêu bát quái trưởng mà bản thân hắn am hiểu nhất để lấy cứng đối cứng, thẳng thắn đập tan quyền cước của Hứa Hử. Nhưng mà Tề Đẳng Nhàn lại chỉ giơ hai tay lên thật cao, hai chân hắn thì đổi sang làm trụ thật vững trên mặt đất, chính vào lúc mà cả người hắn ngả về phía trước thì hai nắm đấm cũng theo đó mà được tung ra, chiêu thức hắn đang sử dụng rõ ràng là chiêu dương cung bắn hổ thuộc về thái cực quyền. Cậu ta đã luyện thành công ngạnh thái cực rồi sao? Khi chứng kiến cảnh tượng này trong mắt, Chiến Phi không nhịn được mà thầm nghĩ như vậy. Hai nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn đẩy lùi Ưng Chảo của Hứa Hử từng chút một. Ngay sau đó hắn lại bước một bước về phía trước, tay phải của hắn tạo thành hình như một cái chùy, dưới chân hắn lại phát ra một tiếng phịch vừa đục vừa trầm không rõ là gì, nhưng dường như cả người hắn đã thấp xuống khoảng chừng vài cm. Khi tập trung nhìn vào thì tất cả mọi người mới biết được thì ra là sàn gỗ đã bị hai chân của Tề Đẳng Nhàn dẫm nát, thành ra mặt sàn sụp xuống một đoạn. Hành động dẫm xuống đó của Tề Đẳng Nhàn khiến cho ngay cả một người đã thuộc vào hàng cao thủ như Chiến Phi cũng không nhịn được mà giật giật mí mắt, tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường cũng cảm nhận được rằng hình như xung quanh đang có động đất diễn ra, toàn bộ đạo quán đều rung lắc ầm ầm theo chấn động từ đó. Nắm đấm này của Tề Đẳng Nhàn được tung ra và hướng lên phía trên, đập thẳng vào cằm của Hứa Hử. Hứa Hử nheo mắt, trong miệng anh ta phát ra một tiếng động cứ như tiếng hổ gầm. Tư thế của anh ta cũng được đổi thành hình hổ,
bàn tay cuộn lại rồi hung hăng bổ xuống phía dưới. Một quyền này của Hứa Hử cũng đã thể hiện rất rõ công lực của anh ta, nếu như người chúng phải chiêu vừa rồi là một người bình thường thì chắc chắn là người đó sẽ bị đóng đinh tại chỗ mà không thể nào động đậy nổi. Tề Đẳng Nhàn thì tung quyền từ dưới lên trên, Hứa Hử thì tung quyền từ trên xuống dưới. Lực đạo của người phía sau khi tung ra nắm đấm rõ ràng là trôi chảy hơn hẳn, lực quán tính cũng lớn hơn hẳn, có thể nói Hứa Hử chính là người đang chiếm được thế thượng phong trong cuộc giao chiến lần này. Thế nhưng sau khi hai nắm đấm đó chạm vào nhau thì một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên, cả cơ thể của Hứa Hử tung bay về phía sau mà không thể kiểm soát được. Sắc mặt của anh ta lập tức biến đổi, anh ta vội vàng đè khí huyết của bản thân xuống, cùng lúc đó cũng giơ tay lên để bảo vệ trái tim. Quả nhiên ngay sau đó Tề Đẳng Nhàn lại tiếp tục tung ra một đòn pháo chủy nhắm thẳng vào lồng ngực của anh ta. M thanh mà cú đấm kia tạo ra cứ như thể một quả đại bác được bắn trúng vào bao cát vậy. Hai chân của Hứa Hử bị nhấc lên khỏi mặt đất, cả người anh ta cũng bay vọt lên không trung, trông không khác gì đạn pháo vừa mới bay ra khỏi nòng, rơi thẳng vào giữa đám người đông đúc đang đứng vây xem ở xung quanh. Đám đệ tử của võ đường không biết sống chết là gì vẫn còn nghĩ rằng bọn họ có thể giơ tay ra đón lấy Hứa Hử, lập tức có một vài người ba chân bốn cẳng chạy tới và dồn hết sức lực toàn thân để cố gắng đỡ lấy anh ta. Vậy nhưng vào khoảnh khắc mà bọn họ chạm vào Hứa Hử, bọn họ mới phát hiện ra một điều, lực đạo như thế này căn bản không giống như những gì mà bọn họ đã tưởng tượng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đã có 5 hay 6 đệ tử bị va phải rồi lần lượt ngã xuống, bọn họ không đứt gân thì cũng gãy xương, thậm chí còn có một người bị lực va chạm đánh bay ra ngoài. Hứa Hử cố hết sức để vặn người qua lại trên không trung, hai chân của anh ta đáp xuống đất dầm một cái, làm cho sàn nhà gần như nổ tung. Ngay cả khuôn mặt của anh ta cũng bị xung huyết mà chuyển sang màu đỏ tím vô cùng đáng sợ. Vậy nhưng anh ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm mà đã thấy Tề Đẳng Nhàn tiếp tục dẫm mạnh lên mặt đất rồi bước về phía anh ta, thậm chí hắn còn xuất hiện ở ngay trước mặt anh ta chỉ sau vài giây đồng hồ. Vùng ngực anh ta bị đấm cho một cú thật mạnh. Sau đó Hứa Hử bị chấn động từ cú đấm này làm cho bủn rủn tay chân, không còn sức lực, phải ngồi phịch một tiếng xuống đất. Chiến Phi ngay lập tức đứng dậy rồi quát lên thật to, dừng lại được rồi đấy. Quả nhiên Tề Đẳng Nhàn không hề ra tay đánh Hứa Hử thêm nữa. Về phần Hứa Hử, anh ta có cảm giác rằng cú đấm kia chỉ khiến bản thân anh ta thấy hơi đau đớn, ngoài ra thì xương cốt và gân mạch của anh ta hoàn toàn không bị tổn hại một chút nào, ngay cả nội tạng nằm trong ngực bụng cũng cực kỳ bình thường. Người như Tề Đẳng Nhàn mà lại có thể thực sự hạ thủ lưu tình với đối thủ của mình hay sao? Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Dương Quan Quan cũng không nhịn được mà cảm thấy vô cùng kỳ quái, cô ta liên tục nhíu mày, rõ ràng Kiều Thu Mộng đã nói với bọn họ rằng Tề Đẳng Nhàn phải lấy mạng của Hứa Hử cho bằng được cơ mà. Ban nãy rõ ràng Tề Đẳng Nhàn có thể đánh chết Hứa Hử chỉ bằng một đòn rất đơn giản, có khi hắn còn có thể đánh vỡ mạch máu trong trái tim của Hứa Hử, vậy là được rồi, nhưng mà tại sao hắn lại phải kìm hãm sức lực một cách khó hiểu như vậy cơ chứ? Thực sự là kỳ quái. Dương Quan Quan không tài nào hiểu được. Hứa Hử ngồi dưới đất với khuôn mặt đen xì như đít nồi, anh ta nói bằng giọng hết sức lạnh lùng, đa tạ các hạ vì đã thủ hạ lưu tình với tôi. Tề Đẳng Nhàn chỉ nở một nụ cười đầy thản nhiên rồi xoay người đi sang phía khác, sau đó hắn nói với Hứa Trường Ca, chú Hứa ơi, chúng ta đi thôi nào. Trần Hùng Phi đã chứng kiến hết toàn bộ trận chiến vừa rồi từ đầu đến cuối. Sau khi thấy Tề Đẳng Nhàn đánh bại được Hứa Hử thì hắn ta không nhịn được mà cảm thấy khiếp sợ trong lòng vì thực lực của cái tên béo ú này là quá cao. Nếu như người đứng ra chiến đấu với cái tên béo ú kia là Trần Hùng Phi, thì chỉ sợ hắn ta thực sự sẽ bị dồn vào chỗ chết. Khó trách cái tên béo ú kia lại có thể nói ra những lời ngang ngược như vậy. Trông thấy Tề Đẳng Nhàn trở thành người chiến thắng, Hà Định Khôn không nhịn được mà để lộ vẻ thất vọng vô cùng lộ liễu trên khuôn mặt. Anh ta còn đang trông cậy vào Hứa Hử để Hứa Hử đánh chết Tề Đẳng Nhàn ngay trong võ đường chiến thiên này cơ mà. Các người tưởng các người muốn đi thì các người có thể đi được à? Các đồ đệ của Chiến Phi đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng chính bản thân Chiến Phi cũng nói với bọn họ bằng giọng điệu hết sức lạnh nhạt, mau tránh đường đi, nếu như bọn họ đã chứng minh được bản lĩnh thì các con cũng phải cho bọn họ có quyền được ra đi. Một khi đã sống ở trên đời, chúng ta không nên hành xử tuyệt tình quá mức. Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi nói, nếu như chiến sư phụ muốn ra tay để thử trình độ của tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không keo kiệt với anh đâu.
Những lời mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới nói ra lập tức khiến cho đám người Triệu Tân Lan cảm thấy sợ chết khiếp, hắn đã chiếm được lợi từ phía người ta rồi thì thôi đi, vậy mà hắn lại còn âm mưu muốn khiêu chiến đệ nhất cao thủ của thành phố Hương Sơn, thần thủ chiến phi sao? Chuyện này có khác gì lão già ăn thạch tín cơ chứ, không lẽ Tề Đẳng Nhàn đã chán sống rồi à? Vậy nhưng chiến phi thì lại căn bản không có ý định sẽ giao đấu với Tề Đẳng Nhàn, anh ta chỉ nói. Nếu như tôi ra tay với cậu vào lúc này thì khó tránh khỏi sẽ bị người ta chỉ trích là ỷ thế hiếp người. Hơn nữa, ban nãy cậu vừa mới giao đấu cùng Hứa sư phụ xong, tôi sẽ không chiếm hời của cậu. Nếu như cậu muốn giao đấu với tôi một lần thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu tham gia đại hội võ đạo là được thôi. Tôi chỉ hy vọng là cậu sẽ không khiến cho tôi phải cảm thấy thất vọng. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng có khi công phu mồm mép của chiến phi còn lợi hại hơn cả công phu võ thuật của anh ta đấy, có thể nói từng lời mà anh ta thốt ra đều đã được suy tính cẩn thận. Sau khi nghe xong những lời này của chiến phi, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà mỉm cười rồi đáp lại, được thôi, tôi sẽ đến và tham gia đại hội võ đạo, mong là đến lúc đó thì chiến sư phụ sẽ không bỏ chạy vì sợ hãi mà hãy giữ lấy những gì anh nói hôm nay. Chiến phi không thèm trả lời lại. Anh ta lạnh lùng phất phất tay để ra lệnh cho đám đệ tử của mình tránh sang hai bên, nhường đường cho bọn họ ra khỏi võ đường chiến thiên. Sau khi ra khỏi cửa lớn của võ đường, Hứa Trường Ca không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông quay sang mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn và nói, Tiểu Lý à, chú không ngờ là công phu của cháu lại lợi hại đến như vậy đấy, ngay cả cái người tên Hứa Hử kia cũng không phải là đối thủ của cháu, chú thực sự cảm thấy rất ngưỡng mộ cháu. Triệu Tân Lan thì lại nói, ngưỡng mộ cái giám nhà ông ấy, rõ ràng đã có thiếu đà chủ đứng ra nói chuyện và hòa giải giúp chúng ta rồi mà cậu ta vẫn cứ cậy mạnh đòi thách thức người ta. Cũng may cho cậu ta là thần thủ chiến phi là một đại tông sư rất có phong độ khí khái, nếu không thì ngày hôm nay tất cả mọi người đều phải chết rồi. Triệu Tân Không cũng nói, đúng thế, cái thằng béo ú chết tiệt này suýt chút nữa đã hại chết tất cả mọi người, đúng là cái thứ chuyện tốt thì không thấy, chuyện xấu thì thừa mà. Tề Đẳng Nhàn không thể kiên nhẫn được nữa rồi, hắn túm chặt lấy cổ áo Triệu Tân Không rồi nhấc bổng ông ta lên không trung, sau đó lại vung tay, ném ông ta ra ngoài. Cơ thể của Triệu Tân Không bay lên cao 4-5 mét, lại bay ra xa 7-8 mét, cuối cùng phịch một tiếng, ông ta va vào một thân cây đại thụ, quần áo và cả da thịt bị thân cây xù xì làm cho rách nát, Triệu Tân Không đau đến mức kêu lên mấy tiếng thảm thiết đau đớn, ngay cả xương cốt cũng bị gãy vài đoạn, cứ như vậy. Cả người ông ta dính chặt trên thân cây. Thực ra tôi rất ghét những người mang họ Triệu. Sau khi ném bay Triệu Tân Không, Tề Đẳng Nhàn lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tân Lan rồi nói với bà ta bằng bộ dạng ngoài cười mà trong không cười. Triệu Tân Lan bị hành động vừa rồi của Tề Đẳng Nhàn làm cho sợ đến nỗi cả khuôn mặt trắng bệch ra như tờ giấy, bà ta không dám nhiều lời thêm một câu thừa thãi nào nữa. Hứa Ước Ngọc vội vàng lên tiếng ngăn cản, bé mập à. Anh đừng có mà làm mẹ tôi sợ như thế chứ. Hứa Trường Ca thì lại tỏ ra có chút áy náy. Ông nói với Tề Đẳng Nhàn, Tiểu Lý à, ngại quá, tất cả đều là lỗi của chú. Sau này chú sẽ dạy dỗ lại hai người bọn họ cho thật tốt. Tề Đẳng Nhàn giơ tay vỗ vai Hứa Trường Ca rồi nói, chú Hứa cũng không cần khách sáo làm gì đâu. Nếu sau này có chuyện gì thì chú cứ nói với cháu một câu là được. Chỉ cần có thể giúp được chú là cháu nhất định sẽ giúp. Hứa Trường Ca mỉm cười rồi đáp lại, cảm ơn cháu. Sau đó Hứa Trường Ca lại xoay người nói với Triệu Tân Lan bằng khuôn mặt đen xì như đít nồi, cái đầu óc heo não lợn như bà thì biết cái gì cơ chứ, võ đường chiến thiên cố tình gây sự với tôi, chuyện này hơn phân nửa là do có Hà Định Khôn đứng ở phía sau xúi giục bọn họ. Nếu không thì làm gì có ai lại rảnh rỗi đến mức đi thò mặt ra giở trò đùa giỡn Tiểu Ngọc ở ngay trước mặt tôi cơ chứ. Suốt cả ngày bà chỉ biết nghĩ xem phải làm thế nào để nịnh bợ mấy gia đình quyền quý ở ngoài kia, bà chỉ hận không thể bán quách đứa con gái trong nhà này đi thôi, hai mắt bà đều đã bị mỡ heo che lấp cả rồi à. Từ nay về sau bà đừng có mà nhúng tay vào những chuyện như thế này nữa. Nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho bà đâu. Triệu Tân Lan cũng là một người có tính cách cứng đầu bướng bỉnh, ban nãy bà ta bị Tề Đẳng Nhàn làm cho giật mình sợ hãi. Chính bản thân bà ta cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, vậy mà bây giờ bà ta lại còn bị Hứa Trường Ca lên tiếng dạy dỗ ở trước mặt người ngoài nữa chứ, nhất thời bà ta không thể kiềm chế được bản tính nóng nảy trong tâm trí mình. Cái tên họ Hứa kia, ông bây giờ thì giỏi lắm rồi, ông kiếm được nhiều tiền quá rồi, thế nên ông mới ghét bỏ tôi, ông không coi tôi ra cái thể thống gì phải không hả?
Ông đừng có mà quên, nếu như năm đó không có tôi giúp đỡ thì ông đã chết ở nơi đầu đường xó chợ nào đấy từ lâu lắm rồi. Triệu Tân Lan kêu lên. Nếu mà bà vẫn còn như vậy thì chúng ta nên ly hôn đi, tôi không muốn nói nhiều với bà để mà làm gì. Hứa Trường Ca lắc đầu rồi đáp lại bằng giọng điệu hết sức lạnh lùng. Triệu Tân Lan nhìn biểu cảm trên mặt Hứa Trường Ca, không thể không cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bà ta vội vàng ngậm miệng lại. Hứa Ước Ngọc thì có chút luống cuống khi phải chứng kiến cảnh tượng kia, cô lại tiếp tục lên tiếng, hai người đừng cãi nhau nữa mà, Daddy ơi, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho Daddy thôi ạ, mẹ vừa nghe thấy con bảo Daddy gặp chuyện không may là đã lập tức đi tìm người khác để nhờ bọn họ giúp đỡ nhà chúng ta rồi. Hứa Trường Ca không thèm để ý đến những lời nói đó, ông chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi quay sang nói với Tề Đẳng Nhàn, Tiểu Lý à, ngại quá, để cháu chê cười rồi, chuyện lần này là chú có lỗi với cháu. Một lần nữa chú xin được cảm ơn cháu vì đã hết lòng giúp đỡ gia đình chú, hay là cháu về nhà chú ăn một bữa rồi cùng chú uống một hai chén cho ấm bụng được không? Hôm nay thì không được rồi, thôi để lần sau đi. Trước tiên chú hứa hãy xử lý cho tốt mọi chuyện mà chú cần làm đi đã. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười cười rồi từ chối ngay lập tức. Hứa Trường Ca chắp tay ôm quyền, cúi xuống thật sâu để hành lễ với Tề Đẳng Nhàn đứng trước mặt ông. Tề Đẳng Nhàn hơi sửng sốt một chút rồi cũng giơ tay ôm quyền đáp lễ, sau đó hắn ngay lập tức dẫn Dương Quan Quan rời đi. Hứa Ước Ngọc bèn nói với Hứa Trường Ca, Daddy à, Daddy làm cái gì vậy, tại sao Daddy lại cúi người với tên mập kia rồi lại còn hành đại lễ với anh ta nữa chứ, với lại, cái tên mập kia cũng thật là, anh ta cứ thế mà thản nhiên nhận đại lễ của Daddy sao? Thế thì có phải sau này con cũng nên quỳ xuống hành lễ lúc gặp mặt anh ta không vậy? Hứa Trường Ca liếc mắt nhìn Hứa Ước Ngọc rồi lắc đầu nói, Tiểu Ngọc à, quá trình phát triển của nhà họ Hứa chúng ta bây giờ đang rơi vào thời kỳ chững lại không thể tiến lên, chúng ta cần có quý nhân trợ giúp mới có thể trở thành một trong những gia tộc lớn đứng đầu thành phố Hương Sơn. Đến tận bây giờ rồi mà con vẫn còn chưa nhận ra điều này hay sao? Quý nhân của nhà họ Hứa chúng ta chính là Tiểu Lý chứ không phải ai khác. Anh ta sao, quý nhân ấy ạ? Hứa Ước Ngọc tỏ ra khiếp sợ. Cô hỏi lại với giọng điệu như không dám tin vào những lời mà bố mình vừa mới nói. Hứa Trường Ca bèn đáp lại, cậu ấy có mối quan hệ thâm sâu như vậy với nhà họ Lôi, mức độ quen biết giữa cậu ấy và tiểu thư Melissa cũng không phải là đơn giản. Hơn nữa, chuyện bố có thể cùng hợp tác làm ăn với Dương tiểu thư cũng là nhờ có cậu ấy đứng ở phía sau âm thầm thúc đẩy trong bóng tối, chẳng lẽ cậu ấy lại còn không phải quý nhân của gia đình chúng ta hay sao? Mãi đến khi Dương Quan Quan và Tề Đẳng Nhàn đã đi xa được một khoảng, Dương Quan Quan mới không nhịn được mà lên tiếng dò hỏi, ban nãy rõ ràng anh có thể đánh chết Hứa Hử cơ mà, tại sao anh lại không ra tay cơ chứ? Nếu như anh ta không chết thì Mộng Mộng cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được Vĩnh Dạ Quân đâu. Tề Đẳng Nhàn lại chỉ thản nhiên đáp lời cô ta, ai bảo là anh ta sẽ không chết cơ chứ? Tôi đây chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm một chút tiền mà thôi. À! Hai mắt của Dương Quan Quan lập tức trợn tròn cả lên, cô ta hỏi lại kiếm tiền sao? Làm như vậy thì sao mà có thể kiếm ra tiền được? Anh đừng có nói với tôi là anh đã học được cái bắt đầu thất tinh quyền gì gì đó ở trong phim hoạt hình đấy nhé, cái loại mà sau khi đánh người xong thì chỉ cần đối phương cử động nhẹ nhàng một chút là mạch máu trong cơ thể sẽ lập tức vỡ tung ra hay gì gì đó. Tề Đẳng Nhàn bèn hỏi Dương Quan Quan, cô có từng nghe qua về Vũ Đương Chu Sa Trưởng bao giờ chưa vậy? Dương Quan Quan có vẻ rất ngạc nhiên, cô ta lắc đầu, tuy rằng tính đến nay thì cô ta cũng đã bắt đầu học võ được một khoảng thời gian khá dài rồi nhưng kiến thức của cô ta về những loại quyền pháp không phổ biến và ít tiếng tăm như vậy thì lại không được nhiều cho lắm. Vậy thì cô cứ coi như tôi đã luyện được thành công bắt đầu thất tinh quyền đi. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười ha ha mấy tiếng chứ không thèm giải thích rõ ràng cho Dương Quan Quan hiểu nữa. Kể ra thì môn công phu Chu Sa Trưởng này cũng có thể được đặt vào hàng ngũ các công phu có danh tiếng tương đối nhỏ lẻ, đa số mọi người chỉ có hiểu biết hạn hẹp về những môn võ công truyền thống tiêu biểu và nổi danh như là Hình Ý, Bát Quái, Thái Cực, Vịnh Xuân, Bát Cực vân vân. Môn võ công này cũng có xuất xứ từ phái võ Vũ Đương, cách thức rèn luyện rất đặc thù, sau khi đã rèn luyện được đến trình độ cao thì người xuất chiêu có thể vỗ một trưởng lên cơ thể của đối thủ. Ban đầu thoạt nhìn có vẻ cái vỗ đó không để lại bất cứ tổn thương gì, nhưng kỳ thực nó đã tạo ra một loại nội thương tương đối thần bí. Chỉ sau một vài ngày nữa thôi, ở trên vị trí bị vỗ phải sẽ hiện ra một dấu bàn tay màu đỏ tươi, người đã trúng chiêu cũng sẽ lăn đùng ra chết vì nội tạng của anh ta đã bị thương tổn.
Một chưởng cuối cùng mà Tề Đẳng Nhàn hạ lên người Hứa Hử ban nãy vừa đúng là tuyệt kỹ thuộc về môn công phu Chu Sa Chưởng, chẳng qua hắn chỉ đang muốn trì hoãn thời gian tử vong của anh ta một chút mà thôi. Còn thắc mắc về lý do tại sao Tề Đẳng Nhàn phải làm như vậy à? Vì hắn thiếu tiền chứ sao nữa? Tề Đẳng Nhàn đã đổ một số lượng lớn đô la Mỹ vào nước thiên chủ rồi, vậy mà hắn còn đang nợ ngỗng đầu to và lão bồ đào nhiều tiền như vậy nữa chứ? Nếu hắn không nghĩ cách kiếm một chút tiền trang trải thì đến ngày tháng năm nào hắn mới có thể trả nợ cho bọn họ. Hứa Hử vẫn còn chưa thể cướp được quân vương giới từ trong tay Tề Đẳng Nhàn, dĩ nhiên là anh ta cực kỳ không cam lòng, thậm chí anh ta còn bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho một trận trước mặt nhiều người như vậy, làm sao mà anh ta có thể bỏ qua cho một việc mất mặt như vậy được cơ chứ? Có điều người này không dám xuống tay nặng với mình. Phỏng chừng cũng là do cậu ta lo lắng rằng mọi chuyện sẽ trở nên quá mức huyên náo rồi sau đó lại không thể giải quyết được. Hứa Hử không nhịn được mà thầm nghĩ như vậy trong lòng. Đợi đến sáng hôm sau khi ngủ dậy, Hứa Hử mới bắt đầu cảm giác được ở vị trí trái tim của mình có một chút đau đớn, nhưng anh ta thực sự không quá để ý đến việc này. Anh ta tùy tiện uống một chút nước nóng rồi chuẩn bị tinh thần rèn luyện võ công. Nhưng Hứa Hử vừa mới hít vào một hơi mà đã cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền đến từ trên ngực, vùng khí hải lại càng cảm thấy nhức buốt như thể bị kim châm đâm vào. Ái ui, tại sao lại đau như thế này nhỉ? Anh ta không kiềm chế được mà vô thức kéo hai vạt áo của mình ra để kiểm tra vùng ngực bị đau đớn, chỉ thấy trên làn da vốn đang bình thường bỗng nhiên xuất hiện một dấu bàn tay lờ mờ có màu đỏ như máu. Chuyện này khiến cho mạch não của Hứa Hử nhất thời không hoạt động được. Vị trí đó chính là nơi đã bị cái tên béo ú kia đập trúng một chưởng vào ngày hôm qua, nhưng rõ ràng anh ta đã kiểm tra rất cẩn thận rồi mà, lẽ ra anh ta không nên gặp phải vấn đề gì mới đúng. Tại sao đến ngày hôm nay rồi thì lại có một dấu tay màu đỏ thẫm như thế này xuất hiện vậy? Hứa Hử lại cảm giác được ở vị trí trái tim của mình bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn, anh ta bèn vội vội vàng vàng chạy đi tìm Chiến Phi. Chiến Phi là một con người từng trải. Hơn nữa lại còn được người ta xưng danh là đệ nhất cao thủ của thành phố Hương Sơn, sở hữu khối lượng kiến thức vô cùng rộng lớn, nói không chừng Chiến Phi có thể chỉ ra được rằng chuyện đang xảy ra với Hứa Hử là chuyện thần bí gì. Hứa sư phụ à, hôm nay anh lại đến tìm tôi cùng đi uống nước buổi sáng vào khung giờ sớm sủa như vậy sao? Sau khi nhìn thấy Hứa Hử xuất hiện, Chiến Phi không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi mỉm cười. Chiến sư phụ à, anh hãy mau xem thử giúp tôi đi. Xem tôi trúng chiêu thức gì rồi. Hứa Hử vội vội vàng vàng chạy tới và nói với Chiến Phi, sau đó lập tức mở phanh hai vạt áo của mình ra để cho Chiến Phi nhìn xem. Chiến Phi tập trung nhìn vào vị trí đó, không nhịn được mà nhíu mày thật chặt rồi nói, ô. Rõ ràng ngày hôm qua không có tổn thương nào xuất hiện ở vị trí đó trên người anh cơ mà. Hứa Hử gật đầu rồi tiếp tục nói, vào sáng nay tôi đã cảm thấy vị trí đó có chút đau nhức. Đến khi hít khí vào một hơi để chuẩn bị luyện công thì lại càng cảm nhận được rằng trái tim của tôi khó chịu cứ như thể bị một con dao cắt ngang qua vậy. Chiến sư phụ là người có kiến thức rộng rãi, anh nhìn thử giúp tôi một chút xem rốt cuộc đây là có chuyện gì xảy ra thế. Chiến Phi thò mặt lại gần quan sát tỉ mỉ vị trí đó, một lát sau khuôn mặt của anh ta bắt đầu biến sắc, anh ta hoảng hốt nói, đừng bảo đây chính là Chu Sa Chưởng của phái Vũ Đường đấy nhé. Khuôn mặt của Hứa Hử cũng trở nên vô cùng khó coi, anh ta hỏi lại, Chu Sa Chưởng sao? Chính bản thân tôi cũng đã được nghe qua về loại chưởng pháp này, nhưng hình như chưởng pháp độc ác chân chính được sử dụng để giết người thì đã gần như thất truyền khỏi thế gian này rồi, ở ngoài kia chỉ còn lại một số lý thuyết dưỡng sinh mà thôi. Chiến Phi không nhịn được mà nói bằng khuôn mặt đen xì như đít nồi, tôi biết ngay là một chưởng ngày hôm qua sẽ không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy mà. Cái người tên Lý Bán Nhàn đó là con người kiêu ngạo và ngông cuồng đến vậy, làm sao mà cậu ta có thể thủ hạ lưu tình với anh để tỏ ra khiêm tốn được cơ chứ? Hứa Hử lại hỏi, Chiến sư phụ, tôi phải làm sao mới có thể hóa giải được Chu Sa Chưởng trên người tôi bây giờ? Chu Sa Chưởng là tuyệt kỹ độc quyền của một môn phái hiếm gặp, một khi đã trúng chiêu thì chỉ có thể đến tìm đối phương để xin phương thuốc hóa giải mà thôi. Loại thuốc hóa giải đó cũng là công thức độc quyền của môn phái kia. Chỉ có người tu luyện Chu Sa Chưởng mới biết cách để chế tạo thành công được nó. Nếu như đối phương không chịu đưa cho anh phương thuốc hóa giải thì lâu là 7 ngày, nhanh là 3 đến 5 ngày, dấu vết bàn tay xuất hiện ở vị trí đã trúng chiêu sẽ càng ngày càng chuyển thành màu đỏ đậm hơn.
đợi đến khi nó đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ đậm như chu sa, người bị trúng chiêu sẽ bị xuất huyết ở bên trong nội tạng, cuối cùng phải chịu một cái chết bất đắc kỳ tử. Chiến Phi nói bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, ngay cả đôi lông mày của anh ta cũng nhíu lại thật chặt. Sau khi nghe xong những lời đó, biểu cảm trên khuôn mặt của Hứa Hử chuyển biến theo chiều hướng hết sức nặng nề, anh ta hỏi lại cái gì cơ? Không lẽ Chu Sa trưởng này lại tà ma đến như vậy? Nếu như cậu ta không chịu đưa cho tôi phương thuốc độc quyền của môn phái đó thì tôi chỉ còn lại một con đường chết thôi à? Chiến Phi đáp lời anh ta, phải, có điều, chúng ta cũng phải xem người kia đã luyện công pháp này đến cảnh giới nào mới được. Nếu như đến hết ngày hôm nay mà dấu vết bàn tay xuất hiện trước ngực anh không có thay đổi gì thì ngược lại anh cũng không cần phải lo lắng, chỉ trong vòng 2 ngày nó sẽ biến mất hoàn toàn thôi. Tuy nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Chiến Phi cũng hiểu được rất rõ một điều. Với tinh thần ẩn giấu bên trong những nắm đấm được tung ra ngày hôm qua của Tề Đảng Nhàn thì nhất định trình độ võ công của hắn cũng không phải là thấp, nhất định công phu Chu Sa trưởng này cũng đã được hắn luyện đến một cấp bậc khá cao rồi. Nếu như Hứa Hử thực sự không tới tìm Tề Đảng Nhàn để xin hắn đưa phương thuốc hóa giải cho mình thì hơn phân nửa là anh ta chỉ còn lại một con đường chết. Chắc chắn là Hứa Hử sẽ không dám đánh cược vào khả năng công lực của Tề Đảng Nhàn chưa đạt đến cảnh giới cao rồi. Huống hồ, nếu như công lực của đối phương thực sự chưa đạt đến cảnh giới cao thì liệu anh ta có thể thua trong tay Tề Đảng Nhàn được hay sao? Vậy thì tôi sẽ phải tìm tới chỗ cái người tên Lý Bán Nhàn kia để xin phương thuốc hóa giải. Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ phải chết vì tác dụng của cái thứ Chu Sa trưởng kia, có phải không? Hứa Hử nói với Chiến Phi bằng sắc mặt vô cùng khó coi. Chiến Phi gật đầu với Hứa Hử như đang có điều suy nghĩ, sau đó anh ta lại nói tiếp, thực ra Hứa sư phụ cũng có thể chờ đợi và quan sát trong vòng 1 ngày thử xem sao, dù sao công lực hóa kính của anh cũng đã đạt đến một trình độ nhất định rồi mà, bản thân cơ thể của anh cũng cực kỳ mạnh mẽ, năng lực tự chữa lành ẩn giấu bên trong cơ thể của anh có thể nói là vượt xa so với người bình thường. Nếu như ngày mai có chuyển biến xấu thì anh hẵng đi tìm cậu ta để xin phương thuốc hóa giải cũng chưa muộn. Hứa Hử suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, chính bản thân anh ta cũng hiểu được một điều, nếu như anh ta muốn lấy được phương thuốc hóa giải thì phỏng chừng mọi chuyện sẽ không đơn giản một chút nào, chỉ sợ anh ta sẽ phải mất rất nhiều tiền mới có thể đạt được mục đích. Không bằng anh ta cứ đợi hết 1 ngày trôi qua để xem liệu vận may của bản thân anh ta nhiều đến đâu, cũng là để xem liệu cơ thể của anh ta có thể tự động chữa lành tổn thương gây ra từ cái thứ mang tên Chu Sa trưởng kia hay là không. Lại thêm 1 ngày nữa trôi qua, sáng ngày hôm sau, khi Hứa Hử tỉnh dậy thì anh ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở. Từ khi anh ta thành công trong lĩnh vực rèn luyện công phu võ thuật cho đến bây giờ, tình huống như vậy chưa từng xảy ra. Anh ta vội vàng kéo vạt áo của mình ra để quan sát, chỉ thấy dấu vết bàn tay in trên lồng ngực lại càng thêm sâu hơn rất nhiều, những đường nét trên đó trở nên rõ ràng hơn, ngay cả màu đỏ của bàn tay cũng đã đậm hơn hẳn so với ngày hôm qua rồi. Nguy rồi, như thế này thì mình đã thực sự trúng đại chiêu rồi, nếu như không xin được phương thuốc hóa giải của cái người tên Lý Bán Nhàn kia thì hơn phân nửa là mình sẽ chết vì trưởng ấn có màu Chu Sa này. Da đầu của Hứa Hử tê dại cả đi, anh ta vội vàng đứng dậy từ trên giường, sau đó thay quần áo rồi chạy đi tìm Chiến Phi ngay lập tức. Chiến Phi nhìn dấu bàn tay in trên ngực anh ta, sau đó lại giơ tay sờ thử một cái rồi nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, quả thực là dấu vết này đã đậm lên rồi. Xem ra công phu hóa kính cũng không đủ để hóa giải lực đạo mà Chu Sa trưởng của cậu ta để lại. Hứa sư phụ, tôi thấy là anh nên chuẩn bị đầy đủ tiền bạc rồi đến tìm cậu ta để xin phương thuốc hóa giải đi. Ngày hôm đó cậu ta không ra tay đánh chết anh ngay tại chỗ, hơn phân nửa là do cậu ta ôm suy nghĩ muốn anh phải chi ra một khoản tiền để đổi lấy mạng, tốt nhất là anh phải chuẩn bị tinh thần đưa ra một số tiền thật lớn để mua chuộc cậu ta. Dù sao tính mạng cũng là thứ quan trọng hơn tất cả còn gì, tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Hứa Hử gật đầu với biểu cảm vô cùng khó coi, sau đó anh ta quay về kiểm kê lại số tài sản mà hiện giờ mình đang có, nghiến răng nghiến lợi nói cùng lắm thì trả vài chục triệu cho cậu ta thôi. Vài chục triệu sao? Nếu như những người đã từng bị Tề Đảng Nhàn hãm hại có mặt ở nơi này thì nhất định bọn họ sẽ khịt mũi khinh thường anh ta. Muốn dùng vài chục triệu để thỏa mãn cái tên vua lừa gạt tống tiền kia cơ à, chỉ sợ đó là chuyện khó khăn nhất trên đời đấy nhỉ. Có điều Hứa Hử cũng không phải là loại người sẽ nguyện ý chịu thiệt một cách đơn giản như vậy,
đương nhiên là anh ta vẫn còn có những dự tính khác nữa. Anh ta ngay lập tức liên lạc với các thành viên của Vĩnh Dạ Quân ở dưới trướng mình, bắt đầu công cuộc chuẩn bị từ sớm. Phương thuốc hóa giải, anh ta nhất định sẽ giành được. Quân vương giới, anh ta nhất định cũng sẽ giành được. Phương thức liên lạc với Tề Đảng Nhàn thì rất khó tìm, nhưng phương thức liên lạc với Dương Quan Quan thì lại tương đối dễ tìm. Hứa Hử bèn ngay lập tức liên lạc với Tề Đảng Nhàn thông qua Dương Quan Quan, đồng thời đưa cho hắn thời gian và địa điểm hẹn gặp mặt. Sau khi đặt điện thoại di động xuống, Tề Đảng Nhàn quay sang nhìn Dương Quan Quan rồi nói với cô nàng đang mang vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, cô thấy chưa, không phải là tiền bạc đã tự tìm tới cửa rồi hay sao? Anh giấu giếm nó vừa thôi nhé, tại sao anh đã học được một loại trưởng pháp lợi hại như vậy mà lại không dạy cho tôi biết? Dương Quan Quan giơ tay lên bóp cổ Tề Đảng Nhàn rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói, hay là anh sợ tôi học xong rồi thì tôi sẽ đánh chết anh ngay lập tức. Tề Đảng Nhàn trợn trắng hai mắt lên rồi nói với cô ta, không liên quan một tí nào nhé, trưởng pháp đó cực kỳ khó để luyện tập thành công. Hơn nữa, sau khi cô đã học xong ba chiêu thức nội gia thì chiêu thức này cũng sẽ không có tác dụng lớn lao gì cho lắm. Dương Quan Quan chỉ hừ lạnh một tiếng. Sau đó cô ta lại nói, tôi thì cảm thấy là anh đang giấu giếm tôi mới đúng, anh sợ tôi học được công phu lợi hại thì sẽ hạ gục được anh chứ gì. Tề Đảng Nhàn thấy Dương Quan Quan không chịu buông bản thân ra thì đành phải tự mình ra tay, hai tay hắn giơ lên trên cao, nhắm thẳng vào vị trí chính giữa. Dương Quan Quan giật mình một cái rồi vội vàng co người lùi về phía sau, giơ hai tay ra đẩy một cái để chặn tay hắn lại bên ngoài. Cô hãy gọi điện cho Thu Mộng đi. Bảo cô ta đêm nay dẫn người đến bố trí trước một chút để đề phòng, so với việc tôi ra tay đánh chết Hứa Hử thì không bằng để cho cô ta mượn cơ hội này mà lập uy với tất cả mọi người, cũng là để củng cố cho địa vị của cô ta ở bên trong Vĩnh Dạ Quân. Tề Đảng Nhàn lại nói tiếp. Tôi biết rồi, Dương Quan Quan nhíu nhíu mày. Tề Đảng Nhàn chú ý tới một điều, ngày hôm nay Dương Quan Quan mặc loại áo polo có thể cài cúc cổ áo. Hắn không nhịn được mà tằng hắng một cái rồi bảo cô ta cô mau cài cổ áo lại đi. Dương Quan Quan đáp lại bằng giọng hết sức ngạc nhiên, ô hay. Cái tên già dê háo sắc như anh tự dưng lại đổi tính cơ à. Cái áo này của tôi dù có không cài cổ áo lại thì cũng đâu có lộ ra thịt đến vậy đâu cơ chứ. Tề Đảng Nhàn thầm nói trong lòng rằng, đúng là không có lộ ra thịt quá đáng, nhưng mà bùa cầu may đang đeo trên cổ cô đã lộ ra ngoài rồi kia kìa. Cái thứ đó mới là thứ không thể bại lộ được. Về lá bùa cầu may mà Dương Quan Quan đang đeo trên cổ, đó chính là món quà mà hồi trước Kiều Thu Mộng đã tốn hết tâm tư để mua về tặng cho hắn, sau này hắn lại thuận nước đẩy thuyền đưa lại nó cho Dương Quan Quan. Nếu như để Kiều Thu Mộng nhìn thấy lá bùa cầu may đó, vậy chẳng phải là Tề Đảng Nhàn nên phát nổ tại chỗ luôn hay sao? Tôi đây là đang lo lắng cho cô. Sợ cô không cẩn thận để lộ ra thịt rồi những người khác sẽ nhìn thấy mất, vậy thì chẳng phải là tôi sẽ chịu thiệt thòi lớn hay sao? Trong miệng Tề Đảng Nhàn chỉ toàn thốt ra những lời dối trá. Hừ, Dương Quan Quan không nhịn được mà nở một nụ cười khinh bỉ, nhưng kỳ thực trong lòng cô ta lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thế nên cô ta giơ tay cài hai cái cúc áo đính trên cổ áo lại. Cũng nhờ thế mà lá bùa cầu may kia bị lớp quần áo che lại ở bên trong. Tề Đảng Nhàn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, con mẹ nó, sau này hắn phải cẩn thận gấp 1000 lần mới được. Khó trách ông già bảo mình là phải vững lòng mà không lung lay, thì ra là như thế. Bố vẫn đúng là bố, ánh mắt vừa chuẩn vừa thâm độc. Sau khi bàn chuyện xong xuôi với Dương Quan Quan, Tề Đảng Nhàn bèn quay về nhà họ Lôi. Tề Đảng Nhàn vừa mới bước chân vào cửa lớn đã nhìn thấy Lôi Tổng Quản cũng vừa mới quay về từ bên ngoài, trong tay của ông ta vẫn còn đang cầm theo một tấm thư mời nào đó không biết là do ai gửi. Ôi, Lý Sư Phụ đấy à? Lôi Tổng Quản bước tới rồi mỉm cười và nói lời chào với hắn. Vốn dĩ Lôi Tổng Quản cũng là người luyện võ, ông ta cảm thấy nếu như bản thân gọi Tề Đảng Nhàn bằng cách xưng hô Lý Tiên Sinh thì quá là mất tự nhiên. Cho nên đành phải lấy Lý Sư Phụ để thay thế. Tề Đảng Nhàn gật đầu với Lôi Tổng Quản rồi đáp lại, Lôi Tổng Quản à, một lúc nữa tôi sẽ cần ra ngoài bận việc một chút, đành phải làm phiền ông đi chào hỏi Lôi Lão thay cho tôi vậy. Tề Đảng Nhàn nhìn thoáng qua tấm thư mời đang nằm trong tay của Lôi Tổng Quản, ở bên ngoài bìa của lá thư mời đó có in hình dấu mộc của võ đường Chiến Thiên, phát hiện này khiến cho hắn không nhịn được mà chớp chớp mắt.
Lôi tổng quản đây là đang cầm thư mời gì được gửi đến từ võ đường chiến thiên vậy? Tề Đẳng Nhàn hỏi Lôi tổng quản. À, đây là thư mời đến đại hội võ đạo đang chuẩn bị được tổ chức ở thành phố Hương Sơn, người của võ đường chiến thiên vừa mới gửi đến cho tôi. Bọn họ bảo là muốn mượn cơ hội này để tất cả mọi người cùng nhau giao lưu võ thuật, sau đó là cùng tụ họp lại với nhau để chung tay đi lùng sục và tiêu diệt tên quốc tặc Tề Đẳng Nhàn. Lôi tổng quản nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ rồi nói. Biểu cảm trên khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn cũng trở nên vô cùng kỳ quái, hắn thầm nghĩ, cái tên quốc tặc đang đứng ở ngay trước mặt ông đây này chứ làm gì còn ai khác nữa đâu. Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn lại chỉ cười ha ha vài tiếng rồi tiếp tục hỏi, Lôi tổng quản có dự định góp vui với bọn họ cho thêm phần náo nhiệt sao? Lôi tổng quản bèn đáp lại, việc của tôi là chỉ cần làm tốt vị trí tổng quản của nhà họ Lôi, thế là được rồi, tôi không có hứng thú tham gia vào những sự kiện như vậy, có điều, đi xem náo nhiệt thì cũng được thôi. Dù sao cũng đã không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi mà thành phố Hương Sơn vẫn còn chưa được náo nhiệt như vậy thêm một lần nữa. Tề Đẳng Nhàn liên tục gật đầu, Lôi tổng quản lại nói tiếp, Lý sư phụ có muốn đến tham gia với bọn họ một chút hay không? Dù sao Lý sư phụ cậu cũng có công phu cao cường như vậy còn gì, nhất định là cậu sẽ được đại hội võ đạo tôn sùng như một vị khách quý. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn cảm thấy vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ tự bản thân hắn lại đi lùng sục và tiêu diệt chính hắn hay sao? Lôi tổng quản thấy Tề Đẳng Nhàn chậm chạp không đưa ra câu trả lời thì đành nói thêm. Là lỗi của tôi, do tôi hỏi đường đột quá, với công phu cao cường của Lý sư phụ thì hẳn là cậu đã sớm đứng ngoài thế đạo rồi. Huống chi, bản thân đại hội võ đạo này cũng có rất nhiều vấn đề tồn tại bên trong. Thần thủ chiến phi là một con người có cực kỳ nhiều tâm tư, có thể nói là dã tâm của cậu ta quá lớn. Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười, Lôi tổng quản vốn là người có kinh nghiệm sống dày dặn. Cho dù ông ta ít khi hỏi đến những chuyện xảy ra ở bên ngoài nhưng kỳ thực trong lòng ông ta lại hiểu rõ rất nhiều thứ. Lôi tổng quản quả thật là thâm tàng bất lộ, nhưng đồng thời cũng không vì lợi ích bên ngoài mà thay lòng đổi dạ. Lôi lão có thể có được ông làm tổng quản cho gia đình của ông ấy, đó cũng là một điều rất may mắn. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi. Sống trên cuộc đời này, cái gì tôi cũng đã từng gặp qua rồi. Vì thế nên tôi có thể coi nhẹ những thứ phủ phiếm như vậy. Có điều đúng thật là những sự kiện náo nhiệt gây tiếng vang lớn như đại hội võ đạo sắp được tổ chức lần này thì tương đối hiếm gặp, chỉ sợ đối với cao thủ có tên là Tề Đẳng Nhàn kia thì những ngày tiếp theo sẽ không được thuận lợi suôn sẻ cho lắm. Lôi tổng quản lắc đầu rồi nói. Tề Đẳng Nhàn híp mắt lại, sau đó hắn mỉm cười và bảo, đại hội võ đạo này chưa chắc đã thành công đâu, Tề Đẳng Nhàn cũng là một cao thủ ở cấp bậc thần thánh. Chắc chắn là anh ta không thể yếu hơn tôi được, nếu như anh ta muốn đến đại hội đó phá rối bọn họ thì ở bên phía này có bao nhiêu cao thủ có thể đứng ra ngăn cản anh ta được cơ chứ? Lôi tổng quản đáp lời hắn, vậy nhưng bây giờ thì cậu ta đã bị liệt vào trong danh sách hàng ngũ các phần tử khủng bố rồi, chưa chắc cậu ta đã dám lộ mặt đâu. Cho dù cậu ta có là cao thủ ở cấp bậc thần thánh, nhưng cậu ta đã bị dán lên một cái nhãn như vậy rồi. Cậu ta sẽ không còn cách nào khác ngoài sống cuộc sống trốn chui trốn lủi như một con chuột chạy qua đường cả. Dù sao tội danh phần tử khủng bố cũng quá mức nổi bật, nếu như bọn họ đã phải sử dụng đến cách thức này để đả kích cậu ta thì cậu ta cũng không thể nào thay đổi tình thế được đâu. Cho dù võ công của cậu ta lợi hại đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ cần điều động một quả đạn đạo đã được định vị và khóa chặt mục tiêu là mọi chuyện sẽ được giải quyết hết, có như thế nào thì cậu ta cũng sẽ phải chết thôi. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu. Những lời mà Lôi tổng quản vừa mới nói quả đúng là sự thật. Hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại đã phát triển đến mức độ cao như thế, chỉ cần điều động một quả đạn đạo đã được định vị và khóa chặt mục tiêu thì Tề Đẳng Nhàn có mà chạy đằng trời cũng không thoát. Đó cũng chính là lý do mà Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý đến việc bản thân bị gán cho tội danh là một tên phản quốc, nhưng ngược lại thì hắn lại rất sốt sắng khi nghe tin bản thân sắp bị liệt kê vào trong danh sách hàng ngũ các phần tử khủng bố quốc tế. Về phần các quốc gia trên thế giới, có thể nói rằng từ trước đến nay những thủ đoạn mà bọn họ sử dụng để đả kích các phần tử khủng bố quốc tế đều không có một chút dính dáng gì đến mấy chữ chủ nghĩa nhân đạo cả, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ giết chết phần tử nguy hiểm gây hại cho an ninh thế giới là được rồi, ai mà quan tâm xem các người đang sử dụng thủ đoạn dơ bẩn như thế nào chứ? Những hành động giết người vô tội vạ của Tề Đẳng Nhàn ở nước Mỹ đã được xác định là hành vi khủng bố.
cũng vì thế nên bên phía nước Hoa đã thăng cấp tội danh của hắn từ tội phạm phản quốc lên thành tội phạm đi theo con đường chủ nghĩa khủng bố rồi. Ha ha ha, vậy thì xem ra sau này tốt hơn hết tôi nên sống khiêm tốn hơn một chút rồi, đỡ cho bị định danh là phần tử khủng bố. Tề Đẳng Nhàn nói ra một câu đùa nghe có vẻ rất tùy ý. Lý sư phụ là người có trái tim nhân hậu, cậu không giống thể loại ma vương sẽ giết người vô tội vạ, thế nên cậu cũng không cần lo lắng làm gì. Lôi tổng quản mỉm cười rồi đáp lại. Tề Đẳng Nhàn tiếp tục nói, cũng phải đấy, chúng ta thường hay nói là cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp còn gì. Tôi đã cứu đại thiếu gia Lôi Chấn Kỳ một lần, cái này thì không chỉ là 7 tòa tháp thôi đâu, trước đây tôi cũng đã từng giết chết không ít người, vừa hay có thể lấy công lao để chuộc lại những tội lỗi ngày trước. Chấm chấm chấm. Lôi tổng quản nghe xong những lời này thì không còn gì để nói nữa. Chỉ sợ là số lượng những mạng người phải chết dưới tay vị Lý sư phụ này ở mảnh đất Nam Dương đã không còn đếm xuể được nữa rồi. Sau khi trò chuyện với Tề Đẳng Nhàn một vài câu vô thưởng vô phạt khác thì Lôi tổng quản xoay người bước vào trong nhà. Tề Đẳng Nhàn không thể kìm được nỗi xúc động nữa rồi, bản thân đang là một cảnh ngục chính trực biết bao nhiêu, vậy mà chưa gì đã biến thành phần tử khủng bố quốc tế rồi sao? Thực sự là vớ vẩn đến mức không thể chấp nhận được. Có điều cũng may là hắn đã lo xong đường đi nước bước cho chính bản thân mình từ lâu, hắn không cần phải sợ hãi làm gì cả. Cứ đợi mà xem, rồi sau này mấy bộ mặt già nua của cái đám các đại lão đã nhúng tay vào việc định danh Tề Đẳng Nhàn là phần tử khủng bố quốc tế sẽ bị vả cho sưng hết cả lên thôi. Cũng đã đến lúc cần liên hệ với thuyền trưởng rồi, mình cần phải lấy vé tàu để bỏ trốn mới được. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn lấy điện thoại ra để liên lạc với vị thuyền trưởng người da đen cực kỳ căm ghét những người có thói xấu phân biệt chủng tộc kia. Thuyền trưởng vừa mới nghe thấy giọng của Tề Đẳng Nhàn vang lên thì cả người đã run bần bật, anh ta nói, nhị đương gia à, chuyện làm ăn với anh, tôi không dám nhận nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người rồi nói, anh đang nói đùa cái gì vậy? Chúng ta đã hợp tác với nhau rất nhiều lần rồi mà, anh đừng có quậy phá lung tung nữa. Thuyền trưởng ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói, nhị đương gia à, bây giờ anh đang có thân phận như thế nào, địa vị ra sao, chẳng lẽ trong lòng anh lại không thể tự mình ý thức được ư? Những lời mà thuyền trưởng vừa mới nói khiến cho Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà tỏ ra ngạc nhiên và sửng sốt. Cũng phải thôi, vào thời điểm hiện tại thì Tề Đẳng Nhàn đã trở thành phần tử khủng bố quốc tế rồi còn gì? Tề Đẳng Nhàn bèn nói với anh ta, vốn dĩ việc kinh doanh của anh cũng đâu có phải là kinh doanh chính thống hay gì đâu, vậy mà anh còn xoắn suýt mấy chuyện như thế này à? Thuyền trưởng đáp lại, nhị đương gia ơi là nhị đương gia, cậu đừng có nói giỡn với tôi nữa, cho dù công việc làm ăn buôn bán của tôi không phải là kinh doanh chính thống nhưng tôi thực sự không có liên quan đến các hành vi khủng bố một tí nào hết. Hơn nữa, cậu thử nghĩ mà xem. Không phải là tôi cần phải giữ mối quan hệ tốt với rất nhiều nhân vật lớn có liên quan đến ngành hải quan để có thể duy trì công việc làm ăn này hay sao? Nếu như tôi có dính dáng đến một phần tử khủng bố nguy hiểm như cậu, thì sau này làm gì có ai dám tiến hành giao dịch với tôi nữa chứ? Công việc làm ăn buôn bán của tôi chắc chắn sẽ thất bại rồi. Đấy cậu thử nghĩ xem, những lời tôi vừa nói có phải rất đúng với đạo lý hay không hả? Nghe xong những lời mà thuyền trưởng vừa mới nói. Tề Đẳng Nhàn cũng không thể nào phản bác được, phần tử khủng bố quốc tế chính là một sự tồn tại mang tính chất phản nhân loại, bọn họ là kẻ địch của tất cả mọi quốc gia đã được tiếp xúc với nền văn minh, làm gì có ai lại muốn bị coi là dính dáng đến loại người như vậy cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn chỉ đành thở dài rồi hỏi lại một lần nữa, vậy thì cuộc giao dịch lần này thực sự không thể tiến hành được nữa sao? Thuyền trưởng trả lời hắn, nhị đương gia à, bây giờ cậu chính là phần tử khủng bố đấy. Cũng chính là kẻ địch của toàn bộ thế giới này. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy vô cùng đau đầu, xem ra là hắn phải lo đến chuyện tính toán tìm một con đường thoát thân khác rồi. Nhưng mà thêm tiền thì được, bỗng nhiên thuyền trưởng nói một câu mang tính chất quay xe đầy đột ngột. Sau khi nghe được ba chữ kia, Tề Đẳng Nhàn lại càng thêm dở khóc dở cười, lẽ ra đây nên là lời thoại của hắn mới đúng chứ. Cái tên kia cố gắng tranh cướp làm cái gì không biết. Được được được. Thì thêm tiền. Lần này tôi đang chuẩn bị có một phi vụ kiếm được rất nhiều, nếu như có thể thành công thì tôi sẽ chia cho anh 10% lợi nhuận, anh thấy ổn không? Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói, hắn không bàn bạc giá tiền cụ thể với thuyền trưởng mà trực tiếp ra giá theo hình thức trích phần trăm phi vụ.
Thuyền trưởng lập tức đáp ứng ngay mà không nhiều lời thêm nữa, Tề Đẳng Nhàn cũng đã nói là hắn đang chuẩn bị có một phi vụ kiếm được rất nhiều rồi mà, chẳng lẽ số tiền mà anh ta được hưởng lại còn có thể ít được hay sao? 10%, chắc chắn là con số sẽ cực kỳ khả quan rồi. Tề Đẳng Nhàn thương lượng với thuyền trưởng về chi tiết cuộc giao dịch xong thì bảo anh ta chuẩn bị cho tốt để sẵn sàng đến đón hắn ở một vùng vịnh ven biển sâu ngoài núi. Không thể không thừa nhận rằng thuyền trưởng thực sự là một con người to gan lớn mật, rõ ràng anh ta cũng biết Tề Đẳng Nhàn đã biến thành phần tử khủng bố rồi mà vẫn còn dám hợp tác với hắn. Đây là muốn tiền chứ không muốn mạng còn gì nữa. Sau khi nói chuyện với thuyền trưởng xong, Tề Đẳng Nhàn cúp điện thoại rồi không nhịn được mà rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Về chuyện bị định danh là phần tử khủng bố lần này, hắn phải mau chóng giải quyết mới được, không thể kéo dài quá lâu. Cùng lắm là nửa tháng sau thì Tề Đẳng Nhàn phải xử lý sạch sẽ chuyện này thì mới có thể đến nước Thiên Chủ được. Bởi vì buổi lễ lớn của nước Thiên Chủ sẽ diễn ra vào nửa tháng sau, đến cuối tháng này là khai mạc rồi. Ở thành phố Hương Sơn bên này, kế hoạch nhắm vào nhà họ Hà đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, quả nhiên nhà họ Hà đã bị rơi vào trò lừa gạt thông qua tập đoàn tài chính Boston của Tề Đẳng Nhàn rồi. Hiện giờ bọn họ đang mang hết tài sản đi đầu tư vào thị trường khai thác đá quý với quy mô cực kỳ lớn. Còn ở tam giác độc bên kia thì đồ phu cả ngày chỉ có chém chém giết giết, anh ta khiến cho các thương nhân kinh doanh đá quý cảm thấy khổ không thể tả, giá trị của đá quý một đường tăng cao, cũng có một vài công ty kinh doanh đá quý ở quy mô nhỏ lẻ vì chuyện này mà phá sản chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Cũng vì thế nên số tài sản mà nhà họ Hà sử dụng để đầu tư vào thị trường khai thác đá quý mới là một con số cực kỳ khủng khiếp, có điều bọn họ cực kỳ tự tin đối với quyết định này. Dù sao bọn họ cũng đang muốn tiến vào thị trường tiêu thụ tài chính của nước Mỹ thông qua tập đoàn tài chính Boston mà, chỉ cần thị trường tiêu thụ tài chính của nước Mỹ được mở ra trước mắt bọn họ thì không phải là đồng nghĩa với việc bọn họ cũng sẽ có cơ hội tiếp cận với số lượng tài nguyên khổng lồ sao. Hơn nữa kế hoạch của Lý Vân Uyển cũng đang được tiến hành một cách rất nhịp nhàng ăn ý, giai đoạn đầu của kế hoạch vô cùng thuận lợi, đầu tiên bọn họ phải khiến cho nhà họ Hà nếm được một chút ngon ngọt trước đã. Chỉ cần đánh sụp được nhà họ Hà thì cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt một khối lượng tài nguyên lớn được cung cấp cho phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn, mà một khi đã không có tiền bạc chống lưng, thì việc hai cha con Trần Bá Hạ và Trần Hùng Phi muốn kiểm soát chặt chẽ phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn trong tay dưới sự quấy rầy và can thiệp từ bên phía tổng bộ Long Môn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn, Hồng Bang chi nhánh thành phố Hương Sơn, còn có vô số các thế lực lớn đang trộn lẫn vào với nhau nữa, đám kẻ địch này thực sự là đông đúc y như một tổ ong vò vẽ vậy. Tề Đẳng Nhàn khẽ lắc đầu một cái, chính bản thân hắn cũng đang nảy sinh một loại cảm giác bối rối vì không biết nên bắt đầu ra tay từ đâu. Sau khi đi ra khỏi nhà họ Lôi thì Tề Đẳng Nhàn tiếp tục đi tới hạng mục club trên du thuyền mà Dương Quan Quan và Hứa Trường Ca đang cùng rót vốn đầu tư với nhau. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Dương Quan Quan đang đứng nói chuyện phiếm bên bờ biển với một người đàn ông khá là trẻ tuổi, nhưng không ngờ lại thấy bóng dáng của người đàn ông trẻ tuổi đó có chút quen thuộc. Đến khi người đàn ông trẻ tuổi kia hơi nghiêng sườn mặt một chút, Tề Đẳng Nhàn mới có thể quan sát được mặt mũi của cậu ta một cách rõ ràng, đó chính là Long Phi Vũ của tập đoàn Long Thị, cũng là con trai của Long Tông Toàn. Lần trước bọn họ từng chạm mặt nhau ở Ma Đô. Long Phi Vũ đã để lại cho Tề Đẳng Nhàn một ấn tượng vô cùng tốt đẹp, cậu ta đã đứng về phía Tề Đẳng Nhàn để cùng đối phó với một tên chim bé, có thể công nhận Long Phi Vũ đúng là một phú nhị đại vừa chính trực vừa có đầu óc. À, Long Tổng, để tôi giới thiệu với anh một chút nhé, vị này chính là Lý Tổng đến từ Nam Dương, hiện nay anh ấy với tôi cũng đang cùng nhau hợp tác làm ăn. Dương Quan Quan vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đi tới thì lập tức quay sang nói với Long Phi Vũ một câu như vậy. Lý Tổng, xin chào anh. Long Phi Vũ vội vàng lên tiếng chào hỏi với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cười cười đáp lại cậu ta, sau đó Long Phi Vũ lại quay sang nhìn Dương Quan Quan rồi tiếp tục nói, Dương Tiểu Thư à, tôi đây cũng thực sự không còn biện pháp nào nữa mới phải tìm đến cô để xin giúp đỡ mà. Dù sao tôi cũng chưa quen lắm với cuộc sống ở thành phố Hương Sơn này, còn cô thì ít nhiều gì cũng đã có được một chút quan hệ với thị trưởng Hoàng rồi còn gì nữa. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà hỏi, đang có chuyện gì xảy ra thế? Sao mà Long Tổng lại phải gấp gáp như vậy? Long Phi Vũ thở dài rồi đáp lời hắn, tôi đã chọc phải một chút chuyện phiền toái, sau đó lại bị người ta tính kế gài bẫy. Bây giờ tôi đang thiếu nợ hơn 2 tỷ đồng, ngay cả giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác vân vân cũng đều bị hạn chế rất nhiều,
ngay cả khi tôi muốn ra khỏi thành phố Hương Sơn thì cũng không thể dễ dàng rời đi được. Dương Quan Quan lắc đầu với vẻ vô cùng bất đắc dĩ, cô ta lại nói với Tề Đẳng Nhàn, Long Tổng đến thành phố Hương Sơn này để bận việc công tác, sau đó cậu ấy có làm quen với một vài phú nhị đại rồi bị bọn họ kéo đến sòng bạc chơi bời. Kết quả là những người đó lại cấu kết với nhau để gài bẫy Long Tổng, khiến cho cậu ấy thua tận vài chục triệu ở nơi đó, sau đó lại lợi dụng lúc cậu ấy đang uống say mà ép cậu ấy ký giấy nợ, hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con đã lên đến hơn 2 tỷ tệ rồi. Sau khi nghe xong những lời ấy thì Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà bật cười, con mẹ nó, cái đám phú nhị đại này còn biết hãm hại lừa tiền của người khác hơn cả hắn đấy chứ nhỉ. Ký một tờ giấy nợ vài chục triệu, vậy mà có thể khiến cho lãi mẹ đẻ lãi con để khuếch đại số tiền đó lên đến hơn 2 tỷ tệ sao? Tôi cũng biết là tờ giấy nợ đó không phải là hợp pháp, nhưng tôi cũng không thể trêu vào những người kia được, một người là đại thiếu gia của công ty đá quý Trần Thị, Trần Tuấn Nghị. Người còn lại là cháu trai của thị trưởng thành phố Hương Sơn nhiệm kỳ trước, Lục Quy Hải, nếu như tôi rằng có LTS sự với bọn họ thì phỏng chừng tất cả những hoạt động thương mại mà tập đoàn Long Thị đang tiến hành ở thành phố Hương Sơn đều sẽ bị quấy nhiễu. Sau đó hơn phân nửa là cha tôi cũng sẽ không tiếp tục tín nhiệm tôi nữa, đến khi ấy thì toàn bộ quyền hành lại quay về trong tay của Long Phi Linh. Long Phi Vũ cau mày rồi cười khổ một tiếng. Cậu lại có thể bất cẩn đến mức đó sao? Tề Đẳng Nhàn lên tiếng hỏi. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng Long Phi Vũ đã là người có địa vị như thế này mà vẫn còn có thể bị kẻ khác hãm hại vì một phương thức thế kia, quả thực là có chút yếu kém trong năng lực mà. Long Phi Vũ lại nói, lần trước nhờ có Tề Đẳng Nhàn tiên sinh nói giúp cho tôi nên cha tôi mới đồng ý để tôi nắm rất nhiều quyền lợi trong tập đoàn Long Thị, nhưng mà làm sao Long Phi Linh có thể dễ dàng cam tâm như vậy được cơ chứ? Những người ở bên cạnh tôi hơn phân nửa đều là người của anh ta. Vậy nên bọn họ cũng liên hệ và cấu kết với những người ngoài đó để bọn họ giúp anh ta giở trò lừa gạt rồi tiếp đến là hãm hại tôi. Số tiền kia, nếu như tôi không trả cho bọn họ thì cả tài nguyên lẫn mạng lưới quan hệ của tập đoàn Long thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị bọn họ khấu trừ một khoản lớn. Nhưng nếu như tôi thực sự lấy tiền ra trả cho bọn họ, nhất định là Long Phi Linh sẽ nhân cơ hội này mà ngoạm hết tất cả, huống hồ, đó là 2 tỷ tệ đấy. Làm gì có ai nguyện ý coi tiền như rác vậy cơ chứ? Dương Quan Quan lại nói, thật ra thì tôi đang muốn mời thị trưởng Hoàng đến giúp đỡ cậu ấy, có điều chuyện này cũng có liên quan đến Lục Quy Hải, vậy thì cũng không dễ giải quyết một chút nào đâu. Dù sao hiện tại thì thị trưởng Hoàng cũng chỉ vừa mới nhậm chức, ông ấy chưa thể nắm được quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Hương Sơn, nếu như tùy tiện để ông ấy bị vướng vào trong sự việc lần này một cách bất cẩn thì nhất định nhà họ Lục sẽ đứng sau mượn tay những người khác để hạ thấp địa vị của ông ấy. Long Phi Vũ cười khổ một tiếng. Xin Dương Tiểu Thư hãy cố gắng nghĩ cách giúp đỡ tôi một chút, nếu như có thể hóa giải được chuyện phiền phức lần này thì tôi sẵn sàng bỏ ra 700 hay 800 triệu vốn đầu tư vào mua du thuyền để ủng hộ hạng mục club trên du thuyền của các cô. Không phải thuê mà là mua một cách triệt để, ngay cả chi phí quản lý và chi phí bảo dưỡng vân vân tôi cũng sẽ lo hết từ đầu đến cuối. Một chiếc du thuyền, dĩ nhiên là giá trị của nó sẽ không quá rẻ. Nếu như Long Phi Vũ ra tay mua triệt để một chiếc du thuyền để ủng hộ thì Dương Quan Quan có thể thu được vài triệu tiền lợi nhuận từ đó. Hơn nữa, về phần chi phí quản lý và chi phí bảo dưỡng, nếu cứ để tích tụ trong vài năm thì số tiền cộng lại cũng phải hơn vài triệu. Có tiền thì đương nhiên là phải kiếm rồi, vì vậy Dương Quan Quan quay đầu nhìn sang phía Tề Đẳng Nhàn, sau đó cô ta mỉm cười và nói, Lý Tổng vốn dĩ là người thần thông quảng đại. Chuyện này lại còn có liên quan đến công ty đá quý Trần Thị nữa chứ, không bằng anh hãy thử nghĩ một vài biện pháp giải quyết xem. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà đánh mắt sang liếc cô ta một cái, nói thật nhé, hắn không muốn liên quan đến sự việc lần này cho lắm. Tôi vẫn còn chưa tính toán chuyện xảy ra giữa anh và Từ Ngạo Tuyết đâu đấy nhé. Dương Quan Quan bỗng nhiên kiếng chân lên rồi ghé vào bên tai Tề Đẳng Nhàn mà nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ một câu như vậy. Tề Đẳng Nhàn giật bắn mình một cái. Sau đó đành phải đồng ý, được thôi, tôi sẽ thử nghĩ một vài biện pháp để giải quyết chuyện lần này. Cô cứ yên tâm đi. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn đã thành công sử dụng khổ nhục kế để hóa giải Thu La Tràng ngày hôm đó, nhưng ngọn lửa oán giận tồn tại trong lòng Dương Quan Quan vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Điều này khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút bực bội trong lòng, cái cô thư ký quèn kia dám tự cho mình là xếp sòng của hắn cơ đấy, vậy mà hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Không còn có thể tùy ý bắt nạt cô ta như trước kia được nữa, mấu chốt là ở một điểm thế này,
người ta không chỉ có võ công cao cường mà tính cách cũng không phải là loại người mềm yếu vô hại. Sau khi nghe thấy Tề Đẳng Nhàn đồng ý là sẽ thử tìm một vài biện pháp để giúp đỡ mình, Long Phi Vũ không thể không vội vội vàng vàng nói lời cảm ơn, xin cảm ơn Lý Tổng, cảm ơn Lý Tổng. Nếu như anh có thể giúp tôi giải quyết được chuyện lần này thì chính là anh đã ban cho tôi một ân huệ rất lớn. Tề Đẳng Nhàn bèn vỗ vỗ vào vai Long Phi Vũ rồi nói với cậu ta, cậu không cần phải khách sáo làm gì đâu, có khi sau này tôi cũng cần tìm đến Long Tổng để nhờ cậu giúp đỡ một vài chuyện không biết chừng đấy. Ha ha! Long Phi Vũ cũng là một con người thành thật và phúc hậu, cậu ta còn đang định mời Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan đi ăn một bữa cơm để cảm ơn bọn họ. Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn lại từ chối và nói rằng sự việc mà cậu ta nhờ bản thân vẫn còn chưa được hoàn thành, bữa cơm này không nên diễn ra một cách chóng vánh như vậy thì hơn. Sau khi hỏi rõ Long Phi Vũ và biết được rằng tờ giấy ghi nợ của cậu ta đang nằm ở trong tay của Trần Tuấn Nghị, trong lòng Tề Đẳng Nhàn cũng đã có một vài tính toán riêng của mình, thậm chí hắn còn có ý định sẽ gọi điện thoại cho Hoàng Văn Lãng, để ông ta mượn cơ hội này mà diễu võ Dương Oai. Chèn ép thế lực đã ăn sâu bén rễ của nhà họ Lục suốt bao nhiêu năm qua ở thành phố Hương Sơn này một chút. Nếu đã là nhị thế tổ thì vẫn nên tìm nhị thế tổ đến để trị thì hơn. Không phải A Bân trẻ tuổi chính là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất hay sao? Tề Đẳng Nhàn nghĩ mãi, đã nghĩ đến bước đường là đẩy nước cờ này sang cho người anh em tốt của mình là Hoàng Kỳ Bân rồi. Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi Hoàng Kỳ Bân vẫn luôn tránh xa cái tên khốn kiếp mang tên Tề Đẳng Nhàn này. Có thể nói là hắn quá mức mưu mô xảo quyệt, không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại có thể khiến cho Hoàng Tình Ca lại nhảy đi lại nhảy lại suốt cả một ngày là Hoàng Kỳ Bân đã dụ dỗ hắn, làm hư hắn. Hoàng Kỳ Bân vừa nghe Hoàng Tình Ca mắng mỏ bản thân vừa hận không thể ngửa mặt lên trời mà thề độc rằng bọn họ chưa từng dính dáng đến hai hành vi bất hợp pháp là đánh bạc và hút hít ma túy. Hoàng Tình Ca càng nghe càng cảm thấy sai sai. Làm sao chỉ đi đến trung tâm mát xa thôi mà cũng có thể dính dáng đến hai chuyện như vậy được cơ chứ? Sau đó Hoàng Kỳ Bân tiếp tục nhảy dựng lên thề thốt rằng Hoàng Mỗ chưa bao giờ đụng tay đến bài bạc hay là chất cấm gây nghiện như ma túy. Hoàng Tình Ca ngay lập tức nổi giận đùng đùng đến mức chán nản không muốn xen vào chuyện riêng của Hoàng Kỳ Bân nữa, đồng thời cô còn để lại cho anh ta một câu nói hết sức tàn nhẫn. Rằng nếu như Hoàng Kỳ Bân còn dám rủ Tề Đẳng Nhàn đi trung tâm mát xa để dụ dỗ và làm hư hắn thêm một lần nữa thì Hoàng Tình Ca cô sẽ lấy mạng của anh ta. Hoàng Kỳ Bân không chỉ một lần nghi ngờ không biết liệu Hoàng Tình Ca có thực sự là đứa em gái ruột cùng cha cùng mẹ đẻ ra với mình hay không. Sau khi nhận được cuộc điện thoại do cái tên khốn kiếp lưu manh Tề Đẳng Nhàn gọi tới, Hoàng Kỳ Bân chỉ cảm thấy trong lòng rằng hắn đang ôm một ý đồ gì đó không hề tốt đẹp. Vậy nhưng chính bản thân anh ta cũng không thể xác định được cụ thể ý đồ đó là cái gì. Tề Đẳng Nhàn kết thúc cuộc điện thoại vừa rồi thì quay sang nhìn Long Phi Vũ, nở một nụ cười và nói với cậu ta, được rồi đấy, tôi đã liên lạc với công tử của nhà thị trưởng Hoàng, sau đó tôi sẽ hoàn thành nốt một số thủ tục, đảm bảo có thể giúp cậu thoát thân. Nhất thời Long Phi Vũ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cậu ta nắm lấy bàn tay mập mạp của Tề Đẳng Nhàn mà liên tục lắc qua lắc lại rồi nói, cảm ơn Lý Tổng. Nhất định sau này tôi sẽ đền đáp anh bằng vài cô em xinh tươi rạng rỡ. Khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn lập tức biến đổi thành vô số màu sắc, cậu mời thì cứ mời đi, nhưng có thể đừng nói khơi khơi câu này ra trước mặt Dương Quan Quan được không vậy? Cậu ăn nói lộ liễu như thế kia thì liệu tôi có dám mở miệng trả lời là đồng ý hay không cơ chứ? Đúng là cái tên EQ thấp tẹt mà, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà cảm thán một câu như vậy trong lòng. Long Phi Vũ rời khỏi hạng mục lắp trên du thuyền với tâm trạng vô cùng sung sướng, chỉ cần có thể được kéo ra khỏi cái hố gai này thì vạn sự đối với cậu ta đều là đại cát đại lợi hết. Dương Quan Quan không nhịn được mà hỏi Tề Đẳng Nhàn, anh vẫn còn có ý định sử dụng đến mối quan hệ giữa chúng ta với thị trưởng Hoàng sao? Tôi cảm thấy biện pháp này không được hợp lý cho lắm, dù sao trong số những người đã ra tay hãm hại Long Phi Vũ cũng có một Lục Quy Hải. Hiện tại ở thành phố Hương Sơn này cũng còn có một thị trưởng tiền nhiệm vẫn chưa rời đi cơ mà. Tề Đẳng Nhàn bèn đáp lời cô ta, cũng không nhất thiết phải là thị trưởng Hoàng đứng ra giải quyết sự việc lần này, chúng ta chỉ cần khiến cho cái tên Trần Tuấn Nghị đó chịu đổ hết trách nhiệm đối với tờ giấy ghi nợ bất hợp pháp kia lên đầu của Lục Quy Hải là được rồi. Hoàng Kỳ Bân cũng chỉ là một nhân vật đóng vai trò thêu hoa trên gấm mà thôi. Một khi tất cả đã thành chuyện bé xé ra to thì có thể nói chúng ta đã cho thị trưởng Hoàng một cơ hội để làm khó dễ nhà họ Lục. Chỉ cần chúng ta nắm giữ được điểm yếu gót chân asin của Lục Quy Hải thì không cần sợ nhà họ Lục sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.
Dương Quan Quan lại nói, thôi được rồi, ban nãy tôi vừa mới đọc tin tức, hành vi của anh đã được chính thức xác định là hành vi khủng bố rồi, phía chính phủ cũng đã tuyên bố rằng anh là một phần tử tuân theo chủ nghĩa khủng bố, kêu gọi tất cả những quốc gia văn minh trên toàn thế giới cùng chung tay tiến hành công cuộc truy tìm và bắt giữ anh. Tề Đẳng Nhàn chỉ đáp lại một câu, cô không cần phải nhúng tay vào những chuyện như thế này, mấy ngày nữa tôi sẽ đi đến nước Thiên Chủ để giải quyết mọi việc, đến lúc đó thì cô chỉ việc nhớ phải lên xem bản tin thời sự là được rồi. Dương Quan Quan có cảm giác hình như Tề Đẳng Nhàn lại đang định có ý đồ thừa nước đục thả câu thì phải, mặc dù cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng cô ta cũng không hỏi gì nhiều thêm nữa. Ngược lại cô ta còn muốn thử nhìn xem người này sẽ sử dụng thủ đoạn gì để tẩy sạch tội danh phần tử tuân theo chủ nghĩa khủng bố đã được định đoạt cho hắn. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng vốn dĩ hành vi của hắn cũng đâu có đủ để bị xếp vào hàng ngũ hành vi khủng bố đâu cơ chứ, chỉ có điều địa vị của gia tộc Rothschild là quá lớn, hơn nữa ở trong nước cũng có tương đối nhiều người muốn để cho Tề Đẳng Nhàn chết đi. Cũng không biết là năng lực bày trò hãm hại để lừa đảo cướp tiền, à không phải. Năng lực kiếm tiền của bố mình là như thế nào, ông ấy tiện tay đập cho Jimmy the Rothschild một phát chết tươi, lẽ ra ông ấy phải bồi thường cho mình một số tiền thật là lớn mới phải. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ như vậy trong lòng. Nếu như ông ấy nhất quyết không chịu nhận lỗi thuộc về bản thân, cũng không muốn bồi thường tổn thất cho mình, thì mình phải tìm cơ hội nào đó để nói cho mẹ chuyện này mới được. Mình đang bị làm sao thế này? Ngay cả tiền của ông bố ruột mình mà mình cũng muốn bòn rút sao? Dương Quan Quan bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngày hôm nay anh không cần phải quay lại nhà họ Lôi đúng không? Tề Đẳng Nhàn gật đầu một cái rồi hỏi lại, cũng có thể coi là như thế, mà có chuyện gì vậy? Dương Quan Quan thản nhiên trả lời hắn, không có chuyện gì, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng thật đúng là không thể hiểu nổi, vậy nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều xem liệu bên trong câu nói đó của Dương Quan Quan ẩn chứa những tính toán phức tạp nào khác. Nếu như là ngày trước thì có khi Dương Quan Quan sẽ bị Tề Đẳng Nhàn làm cho tức chết, cái này không phải là do vấn đề về IQ thấp của Tề Đẳng Nhàn, mà là bởi vì tính cách của hắn quá khô khan nên dẫn đến việc có đôi khi đầu óc hắn không đủ dùng trong một vài tình huống. Còn bây giờ thì sao, có thể nói Dương Quan Quan đã không còn giống như Dương Quan Quan của ngày trước nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn thấy sắp đến khoảng thời gian mà bản thân đã giao hẹn với Hứa Hử từ trước thì đành phải nói lời chào tạm biệt với Dương Quan Quan. Vậy nhưng khi hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này thì cũng đúng là lúc Hứa Trường Ca đang đi tới, Tề Đẳng Nhàn bèn mỉm cười chào hỏi ông. Tiểu Lý à, cháu đang chuẩn bị đi đâu vậy? Chú còn đang tính là ngày hôm nay chú sẽ mời cả cháu và Dương Tiểu Thư cùng nhau ăn một bữa cơm đấy. Hứa Trường Ca giơ tay níu tay Tề Đẳng Nhàn lại rồi vừa cười vừa nói. Chú Hứa à, bây giờ cháu phải đi xử lý một vài chuyện trước đã. Để hôm khác chúng ta cùng đi ăn sau đi. Tề Đẳng Nhàn bèn đáp lại rồi nói lời tạm biệt với Hứa Trường Ca. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng đi đến chỗ quán ăn là địa điểm mà hắn đã hẹn trước với Hứa Hử. Ngày hôm nay quán ăn này đã được Hứa Hử tiêu một số tiền khá lớn để bao trọn rồi, cũng vì thế nên ngoại trừ Tề Đẳng Nhàn ra thì không một người nào khác có thể bước chân vào bên trong quán được. Còn về phần sát khí phát ra từ những góc khuất tối mịt ở bên trong quán ăn thì dĩ nhiên là Tề Đẳng Nhàn cũng đã phát hiện ra rồi, có điều hắn không thèm để ý đến chuyện đó. Vào ngày hôm đó Tề Đẳng Nhàn đã bộc lộ một chút thực lực của bản thân ở trong võ đường chiến thiên rồi, tuy chỉ là một phần nhỏ xíu thôi nhưng cũng đủ để thể hiện một điều rằng Chiến Phi và Hứa Hử đều là cái lũ ếch đang ngồi ở dưới đáy giếng. Bọn họ căn bản sẽ không bao giờ ngờ được rằng Tề Đẳng Nhàn hiện giờ đã đứng ở trình độ cao thủ siêu việt đến cực hạn, có thể nói là hắn đã đạt đến giới hạn của loài người rồi. Lý Sư Phụ, cậu quả nhiên là một người rất biết giữ chữ tín. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Hứa Hử không thể không tươi cười và nói như vậy. Hơn nữa, quả thực tấm lòng can đảm của cậu cũng là hơn hẳn so với người thường. Tất cả mọi người ai cũng nói rằng cả người Triệu Tử Long đều được làm từ gan, theo như tôi thấy thì Lý Sư Phụ cậu cũng không kém hơn bao nhiêu so với lời khen đó của bọn họ. Hứa Sư Phụ đã khách sáo quá rồi, Tề Đẳng Nhàn đáp lại bằng giọng điệu hết sức thản nhiên. Dĩ nhiên là Tề Đẳng Nhàn biết rằng Hứa Hử đến tìm gặp hắn là vì muốn đòi phương thuốc hóa giải Chu Sa Trưởng từ trong tay hắn, chỉ có điều cách thức làm ra phương thuốc giải độc này có thể nói là tương đối phiền phức, chính bản thân hắn cũng không muốn phải đi làm đâu. Hơn nữa, Hứa Hử là người có ý đồ muốn chia cắt Vĩnh Dạ Quân,
nếu giữ lại một con người như anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ trở thành một mối tai họa lớn đối với Kiều Thu Mộng, không còn nghi ngờ gì nữa. Người sống quang minh chính đại thì không cư xử lòng vòng làm gì cho mất nhiều thời gian, nhị đương ra ta đây đến là để lừa đảo cướp tiền chứ còn sao nữa. Hứa Hử nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, anh ta mỉm cười rồi nói với hắn, Lý sư phụ à, công phu Chu Sa trưởng này của cậu thực sự rất lợi hại đấy, sáng sớm nay khi vừa mới ngủ dậy rời giường thì tôi thiếu chút nữa đã bị ngộp thở rồi. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, quá khen, ngày trước tôi cũng đã từng sử dụng trưởng pháp này để đánh chết một con chó điên rồi ấy mà. Hứa Hử hiểu được là Tề Đẳng Nhàn đang nói quàng nói xiên để chửi xéo mình, anh ta không nhịn được mà thầm mắng một câu con mẹ nó trong lòng, sau đó lại tự nhủ, một khi đã lấy được phương thuốc hóa giải kia thì chắc chắn tao phải giết chết cái thằng chó đẻ tạp chủng nhà mày mới được. Người xưa có một câu tục ngữ như thế này, oan gia thì nên giải chứ không nên kết. Lý sư phụ à, vốn dĩ trước đây tôi với cậu cũng có thể nói là không thù không oán gì cả. Ngày hôm đó chúng ta chẳng qua chỉ đứng ra giao chiến để giải quyết một số ân oán sinh tử thuộc về võ đường chiến thiên mà thôi. Tôi nghe nói là nếu như muốn hóa giải công phu Chu Sa trưởng này thì cần phải sử dụng một loại thuốc được điều chế đặc biệt, cậu hãy thử cân nhắc xem, liệu có thể hay không. Hứa Hử chỉ ho khan hai tiếng rồi ngay lập tức đi vào chủ đề chính, dù sao thì cái mạng nhỏ bé của anh ta cũng là quan trọng nhất chứ còn gì nữa. Kỳ thực Tề Đẳng Nhàn đã sớm chuẩn bị xong phương thuốc hóa giải từ lâu lắm rồi, chỉ có điều làm sao mà hắn có thể dễ dàng giao nộp thứ đồ kia một cách đơn giản như vậy chứ. Sau khi nghe xong những lời mào đầu vừa rông dài lại vừa vô ích của Hứa Hử, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà nở một nụ cười rồi nói với anh ta, Hứa sư phụ à, thực ra thì phương thuốc hóa giải công lực Chu Sa trưởng này cũng không hề dễ điều chế một chút nào đâu, những nguyên liệu được sử dụng trong đó chỉ toàn là nhân sâm nghìn năm rồi đến hổ phách vạn năm. Hứa Hử lại một lần nữa thầm mắng một câu đờ mờ trong lòng, muốn đòi con mẹ nó tiền từ phía anh ta thì cứ việc nói thẳng ra là được rồi không phải sao, còn ba hoa khoác lác cái gì mà nhân sâm nghìn năm với trả hổ phách vạn năm nữa cơ chứ. Nếu như thực sự cần đến những nguyên liệu này để điều chế ra phương thuốc hóa giải, vậy thì anh ta đã trúng phải Chu Sa trưởng rồi, không lẽ anh ta không nên ngoan ngoãn nằm ở nhà chờ chết hay sao, căn bản cũng không cần phải đặt hy vọng xa vời vào mấy cái phương thuốc hóa giải chó má đó làm gì nữa cho tốn sức. Hứa Hử rất sợ rằng chỉ cần Tề Đẳng Nhàn nói thêm một câu nữa thôi thì anh ta sẽ ngay lập tức gọi người của bên phe mình ra khỏi chỗ nấp để đập cho hắn một trận đòn như tử nhớ đời. Vì thế nên chỉ thấy anh ta xua xua tay một cách đầy gấp gáp rồi tiếp tục nói, Lý sư phụ không cần phải nhiều lời như vậy làm gì đâu, tôi cũng biết là phương thuốc hóa giải công phu Chu Sa trưởng không dễ điều chế mà, hay là cậu hãy đưa ra một cái giá ngay bây giờ đi. Tề Đẳng Nhàn thầm cảm thấy vui vẻ trong lòng, hắn tự nhủ là cái tên này cũng khá là thẳng thắn đấy, bèn gật đầu với anh ta rồi trả lời, tối thiểu cũng phải 500 triệu đô la Mỹ. Cái gì cơ, con mẹ nó sao cậu không đi ăn cướp luôn đi, nhất thời Hứa Hử không thể kiềm chế hay nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh ta ngay lập tức nhảy dựng lên khỏi cái ghế mà bản thân đang ngồi rồi quát thật to với giọng điệu tràn đầy giận dữ. Không phải là do khả năng kiềm chế của Hứa Hử không tốt, mà bởi vì Tề Đẳng Nhàn quá là không biết giới hạn nằm ở đâu thì đúng hơn. Hắn vừa mới mở miệng ra mà đã đòi tận 500 triệu đô la Mỹ, công phu sư tử ngoạm quả thực có thể vượt qua cả lũ cướp ngân hàng. 500 triệu đô la Mỹ, nghĩa là tương đương với hơn 3 tỷ đồng tiền nước hoa. Phải biết rằng Sở Vô Đạo đã tích lũy tiền bạc nhiều năm như vậy, nhưng xét ra thì khối lượng tài sản của anh ta cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 10 tỷ đồng mà thôi. Vĩnh Dạ Quân bọn họ nắm quyền kiểm soát đối với thế giới dưới lòng đất của nước Hoa, vậy nhưng đồng thời bọn họ lại không nhúng tay vào các hạng mục như đánh bạc hay hút chích ma túy, vì thế nên công cuộc tích lũy tài sản của bọn họ còn trắc trở và khó khăn hơn rất nhiều so với các thế lực lớn mạnh thông thường. Hơn nữa ở dưới trướng còn có nhiều cấp dưới như vậy. Bọn họ cần được bao ăn bao ở, cần được trả lương trợ cấp, rất khó để có thể giữ lại số tiền lợi nhuận toàn vẹn bên mình. Hứa Hử đã liều mạng cả đời, nhưng nếu như tính toán đâu ra đấy thì cùng lắm trong tay anh ta hiện giờ cũng chỉ có khoảng 300 triệu đô la Mỹ mà thôi. Vậy mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới mở miệng ra đã đòi Hứa Hử phải đưa cho mình tận 500 triệu đô la Mỹ, chẳng lẽ anh ta lại không thể nhảy dựng lên chửi một câu con mẹ nó hay sao? Tề Đẳng Nhàn lại tiếp tục ho khan một tiếng rồi nói, dù sao tôi cũng cần phải có nhân sâm nghìn năm và hổ phách vạn năm làm thuốc dẫn còn gì nữa, ở chỗ của tôi chỉ còn lại một liều thuốc cuối cùng này thôi đấy, phải nói là nó hết sức quý giá.
Trên đầu của Hứa Hử hiện đầy những vạch đen, cuối cùng anh ta cố nén lửa giận trong lòng rồi mỉm cười và chậm rãi nói, Lý sư phụ à, cậu có thể suy nghĩ lại một chút được không? 500 triệu đô la Mỹ thực sự là một số tiền quá lớn, tôi không có nhiều tiền như vậy để trả cho cậu đâu. Tôi đã phấn đấu cả đời nhưng cũng chỉ tích lũy được một khối tài sản trị giá 300 triệu đô la Mỹ mà thôi. Được thôi, vậy thì 300 triệu đô la Mỹ đi. Giá cả cũng không nhất thiết phải cố định mà, tôi không kỳ kèo mặc cả với anh nhiều làm gì nữa, tôi cũng là một con người hào phóng đấy nhé. Tề Đẳng Nhàn vỗ vào ngực mình một cái rồi trả lời anh ta bằng giọng điệu vô cùng hào sảng. Hứa Hử âm thầm tỏ ra kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục chửi thêm một câu đờ mờ nữa ở dưới đáy lòng, con người này còn có thể sống quá đáng hơn nữa được hay không vậy? Ban nãy anh ta chỉ đang muốn thương lượng giá cả với hắn một chút thôi mà, anh ta đã bao giờ nói là anh ta sẽ sử dụng toàn bộ gia tài của bản thân đâu cơ chứ? Có điều, Hứa Hử nghĩ lại, thôi thì cứ cho Tề Đẳng Nhàn cầm trong tay số tiền 300 triệu đô la Mỹ đó cũng được thôi. Chỉ cần một lúc nữa được cầm phương thuốc hóa giải trong tay là anh ta sẽ trở mặt với hắn ngay lập tức, sau đó chỉ cần nửa phút là anh ta có thể cướp lại số tiền của bản thân về. Cho dù Tề Đẳng Nhàn có công phu lợi hại đến mức nào thì cũng chẳng sao, không lẽ hắn còn có thể chạy thoát dưới hơn 20 khẩu súng mà anh ta đã sắp xếp mai phục sẵn ở trong bóng tối à? Hứa Hử hít vào một hơi thật sâu rồi nói, 300 triệu đô la Mỹ có phải không? Được thôi. Bây giờ thì cậu đưa phương thuốc hóa giải cho tôi trước đi đã rồi sau đó tôi sẽ chuyển tiền lại cho cậu. Tề Đẳng Nhàn lại không đồng ý, thôi thì anh cứ chuyển tiền cho tôi trước đi đã. Sau khi anh đã chuyển đủ số tiền thì tôi sẽ ngay lập tức đưa phương thuốc hóa giải cho anh, thậm chí tôi còn có thể cho anh biết công thức luôn cũng được. Hai chúng ta phải hứa với nhau là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hứa Hử vỗ tay thành tiếng để ra lệnh cho cấp dưới mang đến một cái máy tính bảng. Sau đó anh ta lại quay sang nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi mỉm cười và nói, Lý sư phụ à, xin phép được hỏi liệu cậu có tài khoản ngân hàng của nước Thụy không ấy nhỉ? Tề Đẳng Nhàn bèn ngay lập tức đưa cho anh ta một tấm thẻ đen, hắn cũng mỉm cười đáp lại, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ lâu lắm rồi. Khóe miệng của Hứa Hử giật một cái, sau đó anh ta bắt đầu dựa theo số CD được ghi trên thẻ để tiến hành quá trình chuyển tiền, và thế là chỉ mới vài phút trôi qua. 300 triệu đô la Mỹ đã được chuyển vào bên trong tài khoản ngân hàng của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên rồi nói, Hứa sư phụ thực sự là một con người rất coi trọng chữ tín, nói là 300 triệu đô la Mỹ thì đúng thật là trả 300 triệu đô la Mỹ, tôi cảm thấy rất bội phục anh. Nếu đã như vậy thì tôi đây cũng sẽ không giấu giếm làm gì nữa, phương thuốc mà anh đang muốn có đây. Tề Đẳng Nhàn vừa nói ra những lời đó vừa giơ tay lục lọi trong túi áo. Cuối cùng hắn móc ra một thứ gì đó được bọc lại bằng khăn giấy rồi đưa cho Hứa Hử. Khi trông thấy phương thuốc hóa giải được chuẩn bị một cách qua loa sơ sài như vậy, ý nghĩ muốn giết chết Tề Đẳng Nhàn của Hứa Hử lại càng thêm sâu đậm. Anh ta vội nhận lấy gói khăn giấy rồi mở nó ra xem, chỉ thấy bên trong là một đống những viên thuốc hình tròn màu đen xì xì, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì cũng không thể nhận ra rằng bọn chúng đã được làm từ những thành phần gì được. Có điều Hứa Hử sẽ không nghi ngờ gì về việc liệu Tề Đẳng Nhàn có muốn giết anh ta hay là không, dù sao sau khi trận giao chiến ở võ đường chiến thiên ngày hôm đó kết thúc thì đối phương cũng đã để lại một dấu ấn trên người anh ta, hiển nhiên hắn đang muốn cầu tài. Cũng vì thế nên Hứa Hử không muốn nhiều lời thêm nữa, anh ta ngay lập tức xốc hết tất cả những viên thuốc đó vào trong miệng mình rồi nuốt chửng xuống cổ họng. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy buồn nôn. Bản thân hắn bây giờ đã tu luyện công phu đến trình độ ký sinh trùng không thể tồn tại bên trong cơ thể được nữa, đến cả lông tóc cũng không thể dụng ra được, để có thể tạo ra những viên thuốc này cho Hứa Hử thì hai ngày nay hắn đã phải vận dụng hết sức mạnh tinh thần mới có thể ngoáy mũi và tích trữ được một đống những vật thần bí bên trong mũi mình như vậy đấy. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà sau khi nuốt chửng những viên thuốc kia thì Hứa Hử có cảm giác cả người mình thư thái hơn một ít, sau đó anh ta khẽ cười một tiếng rồi hỏi. Lý sư phụ à, cậu có muốn bán luôn cả cái nhẫn mà cậu đang đeo trên tay không? Tôi nguyện ý trả tiền để mua lại cái nhẫn đó. Ồ, không phải là tất cả số tài sản của anh cộng lại cũng chỉ trị giá có 300 triệu đô la Mỹ thôi sao? Không lẽ anh vẫn còn giấu một chút của cải riêng nữa à? Anh có thể trả thêm được bao nhiêu tiền thì cứ nói cho tôi, rồi tôi sẽ bán lại cho anh. Tề Đẳng Nhàn không tốn công dài dòng với Hứa Hử nữa, hắn tháo nhẫn ra rồi đập nó xuống mặt bàn. Hứa Hử bèn giơ tay muốn cầm lấy cái nhẫn,
nhưng không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại một lần nữa xỏ nhẫn vào ngón tay của bản thân rồi mỉm cười và nói, anh cứ đưa tiền cho tôi trước đi rồi sau đó tôi sẽ đưa nhẫn cho anh. Hứa Hử lập tức nở một nụ cười lạnh lẽo, biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta trở nên dữ tợn, anh ta đứng phắt dậy khỏi ghế rồi nói, chỉ bằng một thằng nghèo hèn như mày mà cũng muốn đòi tiền của tao sao? Ban nãy mày đã lấy mất của tao 300 triệu đô la Mỹ, bây giờ thì mày hãy nhả ra sạch sẽ cho tao, không được phép thiếu một xu một cắc nào hết, nếu không thì ngay cả chết mày cũng sẽ không được chết toàn thây đâu. Số tiền đó, tao muốn lấy lại, cái nhẫn này, tao cũng muốn có. Còn mày thì chỉ cần ngoan ngoãn đi chết là được rồi. Trong lúc Hứa Hử thốt ra những lời nói đó, bỗng nhiên có khoảng hơn 20 người thò mặt ra từ trong những góc tối của quán ăn. Mỗi người bọn họ cầm trong tay một khẩu súng trường và nhắm thẳng họng súng về phía Tề Đẳng Nhàn đang ngồi trên ghế. Vậy nhưng Tề Đẳng Nhàn lại chỉ mỉm cười rồi nói, anh thử nhìn xem vết bàn tay in dấu trên ngực anh đã biến mất chưa, rồi hắn quyết định nên dùng giọng điệu nào để nói chuyện với tôi cũng chưa muộn đâu mà. Nghe xong những lời mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới nói, Hứa Hử cau mày cởi cúc áo ra rồi nhìn xuống ngực mình, chỉ thấy dấu tay kia có màu đỏ tươi rực rỡ không gì sánh được. Nó căn bản chưa từng biến mất. Thằng chó chết khốn nạn kia, con mẹ nó mày dám giỡn mặt với tao à? Thế thì rốt cuộc cái thứ mà tao vừa mới ăn là gì hả? Hứa Hử không nhịn được mà quát lên bằng giọng hết sức giận dữ. Cứt mũi đấy, Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên nghiêm mặt lại không cười nữa, giọng điệu của hắn cũng trở nên cực kỳ nghiêm trang. Nghe xong những lời nói đó, Hứa Hử suýt chút nữa thì tức giận đến nỗi ngất xỉu tại chỗ. Một nhân vật tai to mặt lớn như bản thân mà lại bị người ta lừa ăn một đống cứt mũi hay sao? Nói đùa cái gì vậy? Cả người Hứa Hử run lên bần bật, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, mày khôn hồn thì mau lấy phương thuốc hóa giải thật ra đây cho tao, nếu không thì tao sẽ cho mày chết ở ngay chỗ này đấy. Tề Đẳng Nhàn thì lại chỉ thở dài rồi nói, cho dù cái tên Sở Vô Đạo đó là hạng người khốn kiếp nhưng dù sao thì anh ta cũng được người khác ca tụng bằng hai chữ anh hùng cơ mà nhỉ. Thật không thể hiểu nổi tại sao trong số các thuộc hạ của anh ta lại có lẫn vào một tên rác rưởi như anh cơ chứ. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hứa Hử trở nên cứng đờ, sắc mặt của anh ta cũng nhanh chóng biến thành màu đen xì như đít nồi vậy. Nhìn thấy nhẫn cũng không khác gì nhìn thấy quân vương giới của Vĩnh Dạ Quân đang được đeo trên tay tôi, vậy mà các người vẫn còn dám chĩa súng về phía tôi à? Tề Đẳng Nhàn xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên tay mình rồi hỏi bằng giọng hết sức lạnh lùng. Đám cấp dưới của Hứa Hử cũng không nhìn được mà tỏ ra ngạc nhiên và sửng sốt, bọn họ quay sang nhìn nhau rồi châu đầu ghé tai lại mà thì thà thì thầm vài câu gì đó. Hứa Hử thì lại hừ lạnh một tiếng rồi nói, cậu ta có được cái nhẫn đó là do đã lừa gạt và cướp được nó từ chỗ của Kiều Thu Mộng mà thôi, mọi người không nên tin vào những gì mà cậu ta nói ta. Vì Sở Quân Vương của chúng ta bị tên quốc tặc Tề Đẳng Nhàn lừa dối nên anh ấy mới phải chết đi trong oan ức. Mà cái con đàn bà tên Kiều Thu Mộng kia thì sao, cô ta vốn dĩ là đệ tử của anh ấy, nhưng cô ta đã không báo thù giúp cho anh ấy thì thôi đi, vậy mà cô ta lại còn hết lòng che chở cho cái tên quốc tặc kia nữa, cô ta căn bản không xứng trở thành người dẫn dắt Vĩnh Dạ Quân chúng ta một chút nào. Chỉ có Hứa Hử tôi đây mới là người lãnh đạo tương lai được toàn bộ Vĩnh Dạ Quân trông chờ mà thôi. Đúng là nực cười mà. Sở Vô Đạo bị quốc tặc lừa dối sao? Hôm nay ở trong mắt của các người thì vị quân vương đã gây dựng nên Vĩnh Dạ Quân là một con người ngu ngốc và vô năng, không biết phân biệt phải trái đúng sai như vậy hay sao? Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên giơ tay đập một cái lên bàn rồi quát lên thật to, một chưởng này của hắn lập tức khiến cho cả cái bàn lớn vỡ vụn ra, vụn gỗ bay tứ tung khắp mọi nơi. Những chiến sĩ trực thuộc Vĩnh Dạ Quân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt, bọn họ nắm thật chặt khẩu súng trường trong tay mình. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng và hồi hộp. Hứa Hử thì lại nở một nụ cười hết sức lạnh lẽo, cho dù mày có nhiều lời như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không có một ai tin tưởng mày đâu. Vậy còn tôi thì sao? Nếu như là lời nói của tôi thì liệu các anh có thể tin tưởng được hay không? Đúng lúc đó, một giọng nói vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng truyền đến từ ngoài cửa. Chính chủ đã lên sàn rồi. Kiều Thu Mộng bước đến. Cô ta mặc một bộ tây trang màu đen với kiểu dáng dành cho nữ và nhìn Hứa Hử bằng ánh mắt hết sức lạnh nhạt, từ chính bản thân cô ta cũng toát lên sự uy nghiêm không mấy khi xuất hiện ở người phụ nữ này. Hứa Hử không nhịn được mà tỏ ra sửng sốt, sau đó anh ta lên tiếng, Kiều kỹ nữ, quả nhiên là cô. Cô và cái tên Lý Bán Nhàn này cấu kết với nhau, cùng chung một ruột.
Tề Đẳng Nhàn thì lại chỉ thản nhiên nói, ai tên là Lý Bán Nhàn cơ? Tôi chính là Tề Đẳng Nhàn, cũng chính là tên quốc tặc mà anh đã nói là phạm tội lừa dối Sở Vô Đạo khiến cho anh ta phải chết đây. Sau khi nói xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên lau mặt một cái, tiếp đến là xương cốt bên trong cơ thể hắn bắt đầu biến hóa, khí huyết bành trướng cũng bắt đầu co rút lại, hắn dần dần khôi phục được diện mạo vốn có của bản thân mình. Diện mạo vốn có của Tề Đẳng Nhàn vừa mới lộ ra thì Hứa Hử đã khiếp sợ đến nỗi suýt chút nữa thì ngã ngồi dập mông xuống dưới đất, những chiến sĩ đang đứng ở khắp xung quanh cũng đều tỏ ra ngạc nhiên và sửng sốt đến mức không gì có thể sánh được. Người có tên, cây cũng có bóng. Nhất định là vào thời điểm hiện tại thì danh tiếng của Tề Đẳng Nhàn cũng cực kỳ có sức uy hiếp rồi. Các người có biết người mà tôi và Sở Vô Đạo đã từng phải liên thủ cùng nhau để cứu sống là ai không? Anh ta tên là Lục Chiến Long. Đại đa số các huynh đệ đang ở trong Vĩnh Dạ Quân ngày hôm nay đều là các chiến sĩ đã từng xuất ngũ. Tôi nghĩ, chắc là cũng có không ít người đã từng nghe qua cái tên của anh ta nhỉ. Lục Chiến Long là một con người như thế nào, có cần tôi nhiều lời giải thích với các vị nữa hay không? Sau khi nghe được chân tướng từ trong miệng Tề Đẳng Nhàn, các chiến sĩ của Vĩnh Dạ Quân đang có mặt ở hiện trường vào thời điểm hiện tại cũng không thể giấu nổi vẻ sửng sốt trên khuôn mặt nữa. Những âm thanh thấp giọng trao đổi của bọn họ cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Kiều Thu Mộng bình tĩnh nói, những người có thể được thu nhận vào Vĩnh Dạ Quân, có thể sóng vai đi về phía trước cùng với ân sư của tôi và cùng với tất cả chúng tôi, không một ai lại không phải là những chiến sĩ có chung một chí hướng, không một ai lại không phải là những người ôm lý tưởng đồng nhất với tất cả chúng tôi. Một Vĩnh Dạ Quân như vậy lẽ ra không nên bị chia cắt chỉ vì dã tâm của kẻ nào đó. Một Vĩnh Dạ Quân như vậy lại càng không nên để cho quyền lực ở trung tâm bị chia tách ra làm nhiều phần. Mong mọi người chớ quên câu nói ngày xưa của ân sư tôi, cho dù chúng ta đang sống trong Vĩnh Dạ bóng tối vĩnh hằng, thì trái tim của chúng ta vẫn phải luôn hướng về ánh sáng. Tuy rằng giọng nói của Kiều Thu Mộng rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, vậy nhưng sức mạnh ẩn giấu ở bên trong quả thực là vô cùng vô tận. Dường như tất cả mọi người đều đang nghe thấy giọng nói của Sở Vô Đạo vang lên bên tai bọn họ. N sư đã từng đi vào con đường lầm lỗi, cũng từng cảm thấy vô cùng khổ sở vì đã không thể kiểm soát được chính bản thân mình mà hại chết các anh em, anh ấy từng gánh chịu những vết thương rất sâu đậm trong lòng, khiến người ta càng thêm phần không tin tưởng vào một điều rằng anh ấy lại có thể tiếp tục sống sót. Nhưng mà sự thật là anh ấy vẫn còn sống sót, anh ấy đã tự giúp bản thân chạy ra khỏi nỗi đau đớn và thống khổ, thậm chí anh ấy không tiếc phải liều nửa cái mạng còn sót lại của bản thân. Tất cả là vì anh ấy muốn nói cho mọi người biết rằng, trên thế giới này vẫn còn có chính nghĩa tồn tại. Cho dù chúng ta đang bị giam cầm bên trong bóng tối thì ở sâu dưới đáy lòng của chúng ta vẫn còn có ánh sáng tồn tại. Giọng nói của Kiều Thu Mộng dần dần cao vút lên, cô ta đảo mắt nhìn tất cả những chiến sĩ của Vĩnh Dạ Quân đang cầm súng ở xung quanh một lượt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.